Alo, alo, dạ rồi, cảm ơn. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm tranh luận, cái kinh đầu tiên á, nó gồm 10 đoạn, đoạn 1 tới đoạn 10, nó có cái tên chung là Các Sức Mạnh. Có một điều mà chúng ta cũng phải đồng ý với nhau, đó là cuộc đời này, cái kiếp sống này nó nói riêng và cái dòng sinh tử nói chung, nó là một cái hành trình, nó là một cái cuộc đi. Mà bất cứ một cái hành trình, một cái cuộc đi nào, cái điều kiện tiên quyết đó là cái kẻ có mặt trên đường ấy, phải có đủ cái sức mạnh. Cái đó quan trọng lắm, sức khỏe đó, cái sức khỏe đó, sức khỏe về tài chánh, sức khỏe về thể lý, thân xác, chứ còn bệnh hoạn eo ụt thì đi đâu. Rồi sức mạnh về tài chánh nghĩa là cũng phải có tiền bạc, nói chung gọi là cái sức, cái lực trên đường nó phải có mình mới đi được, phải có cái điều kiện. Thì cái sức mạnh đây tức là cái điều kiện ấy, muốn đi trên đường, dầu trong kiếp sống này hay là một cái, hay là cái dòng sinh tử dài thăm thẳm dịu vời, thì trong cuộc đi đó chúng ta phải cần đến sức mạnh. Thì dầu sống đời hay là hành đạo thì chúng ta cần có hai cái sức mạnh. Đối với phàm phu á, đối với phàm phu á, thì là cái sức mạnh tư duy, sức mạnh tư duy. Sức mạnh tư duy ở đây đó là tiếng bản chánh tạng á, thì dạy tới tiếng Patthi Sankha, Palak. Rồi trong chú giải đó mới là giải thích là Paccawekkhana, Paccawekkhana Palak là tư duy. Còn đối với các bậc á, thì gọi là sức mạnh tu tập, Bhavana. Với thánh nhân ấy, là sức mạnh tu tập, tiếng Pali gọi là Bhavana Palak. Chữ Bhavana ở đây nó đồng nghĩa với cái gì ta, là Bruhana, là phát triển nhé. Ruhana, Palak, hoặc là Watthana Palak. Sức mạnh tư duy là sao? Chúng ta biết rằng là do vô minh mà chúng ta luân hồi. Do không biết bốn đế cho nên chúng ta sống trong bóng tối. Do không biết bốn đế thì không biết bốn sự thật á. Sự thật thứ nhất đó là mọi sự có mặt là khổ. Cái sự thật thứ hai đó là niềm niềm đam mê nào cũng là niềm đam mê trong khổ, càng đam mê thì càng thêm khổ. Cái sự thật thứ ba đó là muốn hết khổ là đừng có đam mê nữa, đừng đam mê trong khổ nữa. Và sự thật thứ tư đó là cái nhận thức được về những điều vừa nói trên, thì tổng cộng là bốn sự thật. Do vô minh ấy, cho nên chúng ta không có biết bốn sự thật đó. Do không biết bốn sự thật đó đó, cái người mà tệ đó thì họ trốn khổ tìm vui bằng cách làm các cái nghiệp xấu, còn cái người mà khá ăn chút đó, thì trốn khổ tìm vui bằng bằng các nghiệp lành. Thì trốn khổ tìm vui bằng các nghiệp xấu như là săn bắn, câu cá, lừa đảo, trộm cướp, vân vân. Thì trốn khổ tìm vui kiểu đó đó, thì càng trốn khổ thì càng thêm khổ, càng tìm vui thì càng mất vui. Còn cái người có trình độ một chút đó, thì họ trốn khổ tìm vui bằng cách là sống lợi mình lợi người đời này đời sau, nhưng mà không có cái ý hướng giải thoát, cho nên cũng tiếp tục quẩn quanh trong ba cõi sáu đường nha.
do vô minh ấy, cho nên nó mới dẫn đến hai cái kiểu thiện hành và ác hành đó. Cho nên do vô minh ấy, chúng ta sống trong bóng tối. Bây giờ muốn hết khổ, hết vô minh, chúng ta phải sống vào ánh sáng. Thì ánh sáng nó có ba nguồn sáng nghe, ba cái nguồn sáng. Ba nguồn sáng ở đây là gì ta? Là văn, tư và tu. Đó. Văn tức là Sutta Maya, Bành nhà là trí văn. Còn tư là Chinh Tâm Maya, trí tư. Còn trí tu là Bhavana Maya, Bành nhà. Đây là ba cái nguồn sáng, nghe, ba cái nguồn sáng. Về từ từ quý vị mới hiểu ra rồi đó. Mình khổ thì vì mình sống trong bóng tối, bây giờ mình muốn hết khổ là mình phải sống trong ánh sáng. Mà ánh sáng nó có ba nguồn, đó là văn, tư, tu. Nguồn văn á là học hỏi, lắng nghe, đọc xem kinh sách, nói chung á là kiến thức có được từ người khác gọi là tri văn. À, thấy nó có vẻ kém hơn so với hai cái trí kia, nhưng mà nó quan trọng lắm. Là bởi vì không có cái khả năng trí văn ấy thì mình gặp chư Phật á, mình cũng không có được cái lợi lạc gì hết. Gặp chư Phật là mình phải biết lắng nghe. Bởi vì có lắng nghe mình mới có vốn liếng để mà suy tư và hành trì. Không có lắng nghe đó thì không có cái vốn liếng để suy tư và hành trì. Mà có lắng nghe mà không có gọi là suy tư tiêu hóa đó thì cũng chỉ là con mọt sách. Nó kẹt vậy nè. Có lắng nghe mà không có suy tư, không có suy tư tiêu hóa thì cũng chỉ là con mọt sách. Các vị có biết cái chuyện này hay không? Đó là dầu các vị có thuộc lòng bao nhiêu bộ kinh, nhưng mà không có một cái phút giây nào ngồi ngẫm ngợi tư duy lại cái ý nghĩa trong kinh ấy, thì cũng chỉ là kinh biết đi thôi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là Phật pháp vi diệu ở điểm trên cùng một vấn đề, thì 10 năm trước và 10 năm sau chúng ta có hai cái kiểu hiểu, hai cái kiểu gặm nhấm tiêu hóa khác nhau, và kiểu thấm thía không giống nhau. Nhớ nha, chính mình đó nha, chứ không nói người khác, chính mình. Và ở cả hai người đều là học đúng đúng thầy đúng sách đó, thì cái chiều sâu suy tư của hai người nó đã dẫn đến cái việc người sâu người cạn, người rộng người hẹp nha. Học cùng sách, cùng thầy, cùng lớp, cùng trường, cùng khóa, cùng năm nha, cái gì cũng cùng hết đó. Nhưng mà cái khả năng suy tư nó ít đi thì cái sâu rộng nó cũng không có, cái sâu rộng cạn hẹp nó cũng không có giống nhau. Ngay cả cái người, ngay cả cái vị thánh mà có bốn cái trí vô ngại đó, thì ai mà thường suy gẫm vẫn sâu rộng bén nhạy hơn cái người thiếu suy gẫm, chỉ thích ngồi thiền hưởng lạc. Đó, vậy đó. Ngay cả cái vị thánh, nhớ nha. Cho nên ở đây cái điều quan trọng ở đây đó là mình sống mình khổ là bởi vì mình sống trong bóng tối, mà bây giờ nó là mình muốn hết khổ thì mình phải sống bằng cái nguồn sáng. Là sáng mình có ba nguồn, nguồn một là trí văn, nguồn hai là trí tư, rồi nguồn ba là trí tu. Trí văn tức là những gì mình nghe, mình đọc, mình học. Còn cái trí tư là những gì mình thấm thía suy tư gặm nhấm tiêu hóa. Còn cái trí tu là cái nhận thức có được từ cái kinh nghiệm thực chứng thể nghiệm nha. Thì là ở đây có hai cái sức mạnh để sống đời và hành đạo. Cái sức mạnh đầu tiên nó gọi là sức mạnh tư duy. Sức mạnh tư duy là sao?
tức là sức mạnh tư duy ở đây là cái khả năng, cái khả năng tiêu hóa vấn đề thông qua việc suy xét những gì đã biết. Đó, nó phải dựa vào ba trí đó, nhớ nha, dựa vào ba trí đó. Thì cái trí tuệ về 4D, trí tuệ về duyên khởi, ha, trí về duyên hệ, trí tuệ về 37 phẩm trợ đạo, 37 phẩm bồ đề đấy. Thì khi mà chúng ta chưa là thánh thì chúng ta cũng vẫn phải nhờ đến cái nguồn sáng từ từ văn và tư. Ở đây thì đang nói đến tư, nhưng mà giờ không có văn làm gì có tư nha. À, các vị nghe chậm chỗ này, trí văn nó hỗ trợ cho trí tư, trí tư nó hỗ trợ cho trí trí tu, tức là cái nhận thức trong lúc hành trì. Nhưng mà ngược lại, chính cái trí tuệ trong hành trì nó lại hỗ trợ ngược lại hai cái trí kia. Như vậy thì mình có thêm một cái bài học là cả ba, cả ba cái trí này đó hỗ trợ cho nhau, quan trọng lắm nha, hỗ trợ cho nhau. Có nghĩa là mình càng học nhiều á, thì khả năng suy nghĩ tốt hơn, khả năng nhận thức tốt hơn. Mà khả năng nhận thức tốt hơn thì cái hành trì tốt hơn. Mà hành trì tốt hơn thì cái khả năng nhận thức, khả năng tư duy cũng tốt hơn. Mà khả năng tư duy tốt hơn thì mình quay trở lại mình học nó cũng tốt hơn. À, tức là ngược và xuôi nha. À, có nghe nhiều, học nhiều, đọc nhiều thì suy tư nó bài bản, nó sâu rộng hơn. Mà có khả năng suy tư và bài bản sâu rộng thì trong cái hành trì á, nó cũng tốt hơn. Tôi biết ở đây có người nghe đến chỗ này hơi thắc mắc, cái vì nó ủi học nó khác, cái học qua chữ nghĩa nó khác cái suy tư, thì tôi hiểu rồi. Nhưng mà cái trí, mà trí tư nó khác trí tu chỗ nào? Thì ở đây mình phải nói rõ là trí tu á, nó khổ cho tôi đánh tôi không có bỏ dấu mới ghê chứ, tôi kêu trí hai đi ha. À, trí hai á nó khác cái trí ba ở điểm là không cần nhiều sự hỗ trợ từ niệm và định. À, thì gọi là trí tư đó. Bởi vì trí tu á, để trí ba đi, trí ba đó có hai trường hợp. Có hai trường hợp do chứng thiền định thần thông mà hiểu ra nhiều điều không có trong sách vở. Đó. À, còn cái loại thứ hai đó là do thực tập chánh niệm lưu ý cái tánh sanh diệt và nhân quả của danh sắc mà ngộ ra nhiều điều không có được, không thấy được từ sách vở hay suy tư. Nhớ nha, cái trí trí ba đó, trí tu có hai trường hợp, với là một là do chứng thiền định thần thông mà hiểu ra nhiều điều không có trong sách vở. Thí dụ như bây giờ mình trong sách mình ghi thế này, mà học trong kinh á, thì do làm ác á, thì bị đọa, bị quả khổ, bị trầm luân sa đọa, còn làm lành làm thiện ấy được về cõi trời người hưởng phúc hưởng lạc sung sướng. Đó là trong sách nói như vậy. Nhưng mà khi mà mình có thiền định, có thần thông á, thì cái thấy của mình nó lại khác đi, nó không có mâu thuẫn với cái mình đã học. Nhưng mà mình hiểu rồi, mình lúc bây giờ mình thấy tận mắt, à thì ra đó là với cái thi nhĩ mình nghe rõ cái tiếng rên xiết gào thét của mấy người mà bị sa đọa đó, ở cảnh giới xa gần thô tế mình thấy hết. À, do có thiên nhãn thiên nhĩ mình thấy,
Do có Túc Mạng Minh, mình nhớ là kiếp xưa do có cái Sâm Tử Minh á, Thiên Nhãn Minh á, mình lại thấy được cái nhân sanh tử, có được cái Túc Mạng Minh là thấy được cái quả sanh tử, thấy được thọ hành tánh tướng, từ tuổi thọ rồi sở hành rồi khuynh hướng tâm lý rồi tướng mạo ra sao thấy. Còn cái sanh tử minh là thấy được cái nhân luân hồi, có nghĩa là mình thấy vì đâu mà chúng sanh được như vậy, bị như vậy. Thì những cái thấy, những cái biết này nè là nó do trí trí tu mới có, mà tu đây là tu chỉ samatha. Còn cái trí tu mà do quán là sao, có nghĩa từ xưa đến giờ mình sống thất niệm, cho nên đó là mình không có dịp để mà mình thấy ra những điều sau đây. Thứ nhất là mình không có ngờ rằng á, cái đời sống của mình nó chỉ là cái sự chấp vá ghép nối của những giây phút thiện ác buồn vui vốn dĩ diễn ra chớp nhoáng mau chóng. Không hề có một cái tôi nào mà nó gọi là tồn tại quá hai sát na, chứ đừng có nói mà vĩnh hằng thiên thu nha. Mình thấy rõ ràng rằng cái gọi là ông A bà B, nam nữ trống má được cái, đẹp xấu già trẻ, thì tất thảy đều là sự hiện hữu của từng sát na, danh là sắc, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui. Rồi từ đó mình cũng bằng cái đời sống chánh niệm mình mới thấy ra được cái tính nhân quả tương quan trong đời sống. Nhân quả là sao? Do có thích, do có muốn mình mới đi, do có thích có muốn mình mới ăn uống nhai nuốt nói cười, do mình có chánh niệm thấy à đây nè, này này thích mà không được là khổ nè, muốn tránh mà không được cũng là khổ nè. Rồi từng phút mà phải cưu mang gồng gánh cái tấm thân này là khổ nè. Những cái thấy này là cái thấy do mình sống chánh niệm mà mình thấy ra, chứ không phải là do mình học sách, đọc sách, xem kinh, do nghe thầy bà rao giảng, tuyên truyền nhồi sọ, tẩy não, không phải. Mà hoàn toàn là do mình sống chánh niệm, mình mới thấy. Biết nói rung rung có hiểu hay không, khổ vậy nói mà nghe quý vị ngáy luôn. Cái chỗ này dễ ngáy lắm, cái này ngáy dữ lắm này nha, cái này nghe này ngủ đã luôn. Cho nên là ở đây là cái sức mạnh đầu tiên, cái sức mạnh đầu tiên của cái người tu hành là khả năng suy tư. Đó. Khả năng suy tư đó là cái nền, đây nó là cái nền cho toàn bộ cái hành trình nhận thức của cái người tu 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 hành nha, nó quan trọng cho đó đó. Cho nên cái sức mạnh đầu tiên của người tu hành mà còn phàm á, là khả năng suy tư, khả năng gặm nhấm tiêu hóa. Ngay cả các cái tuệ này tuệ kia của quý vị hành giả, nó như tuệ thứ ba, thứ năm, thứ tám, thứ mười gì đó, thì mấy cái tuệ đó thực ra nó chỉ là cái hành trình ghi luôn các thiền tuệ, ghi Pali cho nó sang Vipassana nha nè. Thực ra chỉ là các cái khía cạnh nhận thức, tư duy của hành giả tuệ quán. Nói như vậy sẽ có một số người rồi săn áo săn quần nhảy vô cãi cãi chỗ là nói rằng là thiền này không có suy tư. Đúng, đúng, thiền không có suy tư, nhưng mà bằng cái đời sống chánh niệm ấy thì mình nghiệm ra nhiều điều, vấn đề là từ ngữ thôi. Bây giờ các vị không chịu cái chữ suy tư, tôi sửa là cái chữ gọi là nghiệm ra, thấy ra, thấy ra. Thì đây là một cái hành trình của giai đoạn nghiệm ra thấy ra, là chứ có cái gì hết, nghiệm ra có nghĩa là từ xưa đến giờ mình sống phóng dật, mình sống thất niệm, ăn uống lăng xăng lít xích, ăn uống lăng xăng lít xích, nói cười buồn vui thiện ác chớ hề nhớ. Từ sáng tới chiều mình quên mất mình là ai, mà ai mà đụng tới cái tôi ảo tưởng của mình là mình nổi sân đùng đùng lên, ai khen là sướng cười hiếp mắt tích mắt. Nhưng mà mình không có ngờ rằng đó là mình sống ở trên một cái sự ảo tưởng, mà cái hạnh phúc của mình nó đến từ ảo tưởng, thì đau khổ cũng đến từ ảo tưởng. Mà tại sao có cái ảo tưởng này là vì chúng ta thiếu niệm, mà không có niệm thì không có tuệ. Niệm tức nghĩa là cái sự tỉnh táo, cái sự biết mình trong từng 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 phút á. Thiếu niệm thì tuệ nó không có, mà không niệm không tuệ thì tự nhiên bắt đầu nó sống là ảo giác. Không niệm không tuệ, không niệm thì không tuệ, từ đó ta không biết được rằng mình chỉ đang vui buồn với một
Mớ mớ gì ta? Đồ chơi, đất sét hay bằng nhựa của trẻ con. Mình không biết, chính vì vậy cho nên một cái con trâu bằng đất mà nó bị gãy, nó bị rã ra, nó mình khóc mình buồn, mình ai cho mà mình rất là vui. Nhưng mà ở một cái tuổi trưởng thành thì một cái món đồ chơi bằng đất sét hay là bằng nhựa nó thì nó không đủ để mình được, cái mình cũng đủ cho mình vui, mà mình mất cái nó không đủ lại nhờ cho mình buồn, là vì trong nhận thức của mình ấy nó chỉ bằng cái đất sét, nó bằng nhựa thôi, mà nó vốn dĩ được làm ra cho con nít, cho cái lứa tuổi mà chưa đủ nhận thức chín chắn nha. Đó, thì cái này ghi nữa, tu tuệ quán ấy là cái hành trình chuyển hóa tuổi thơ tâm linh thành ra người lớn, chỉ vậy thôi. Tu tuệ quán là hành trình chuyển hóa tuổi thơ tâm linh á, tuổi thơ tôi gọi là tuổi thơ tâm linh á, tức nghĩa là do thất niệm á rồi nó thiếu tuệ, là từ đó mình mới có một cái tuổi thơ tâm linh, có nghĩa là mình cứ thích cái này ghét cái kia, mà ở đâu có thích thì ở đâu có ghét, mà ở đâu có vui thì ở đâu có buồn. Mà cái sự an lạc của hành giả, sự an lạc của hành giả không giống như thứ hạnh phúc ảo tưởng của người không phải hành giả. Một bên á, vui á, là vì một bên hạnh phúc á, vì thấy đồ chơi là quan trọng. Một bên an lạc vì hiểu rằng không có gì để mình phải nặng lòng. Hai cái này không biết chung chung có hiểu hai này nó khác nhau không ta? Alo, các vị có hiểu được hai cái này nó khác nhau không ta? Sự an lạc của hành giả nó không giống như thứ hạnh phúc ảo tưởng của người không hành giả. Là vì sao? Là vì cái một bên đó, hạnh phúc là vì thấy đồ chơi là quan trọng. Mà vì thấy nó quan trọng cho nên mình sở hữu nó mới đã. Nhưng mà nó kẹt ở chỗ này. Cái giá mà chúng ta phải trả đó là khi mà chúng ta thấy nó quan trọng ấy, thì là chúng ta rất là hạnh phúc khi chúng ta được, và chúng ta phải cực kỳ đau khổ khi chúng ta bị mất. Còn cái người hành giả đó thì lại khác á, họ an lạc là bởi vì họ thấy không có cái gì để họ phải nặng lòng nặng vai hết nè, hạnh phúc là vì vậy. Chúng tôi cũng mới đi xa về thôi, chúng tôi mới nghiệm ra một chuyện, trong một đoàn 5-7 người mà cái kẻ nào nó mà ít đồ nhất là mình thấy cái kẻ đó nó nhẹ nhất ra phi trường, đi ta te ra te, còn cái kẻ mà tay sắp nách mang ha, kè nè cắp nóc đó, nó mệt lắm, lên thang máy đi cầu thang đi cầu tuột cái gì nó cũng khó khăn lịch xịch, rớt lên rớt xuống, rồi tới lúc cần móc cái passport cầm cái vé moi ra biết để ở đâu, nó đủ thứ khổ. Mà càng ít chừng nào nó càng khỏe chừng đó. Thì hành giả là gì? Hành giả là cái người gọi là đang thực hiện cái hành trình chuyển hóa tuổi thơ tâm linh thành ra là người lớn, chỉ vậy thôi. Đồng thời tu tập ở đây là cái hành trình nhận thức để mà bỏ bớt cái gì nó không thật sự cần thiết, thì cái quá trình đó được gọi là Parisankha Napalak. Có nghĩa là cái nguồn đạo lực có được từ cái khả năng tư duy nha. Rồi cái sức mạnh thứ hai của người tu là gì ta? Sức mạnh hai là cái sự phát triển cái đã có, tiếng Pali kêu là gì ta? Là Bhavana. Sẵn ở đây cho hé ra cho bà con một chút xíu xìu xiu cái chuyện này, cái chuyện này nói ra nó nhức đầu lắm, hé ra cho vui nha. Thuật ngữ A Tỳ Đàm á gọi cái tầng gì ta, tầng gì ta, tầng sơ quả đó là gì ta, là cái giai đoạn sơ ngộ. Ghê chưa, sơ ngộ tiếng Bali là Dasana.
cái thời này nó sướng cái chỗ này nè, ai mà thắc mắc cái gì đó ha thì cứ nghe ông nào ông giảng gì kỳ kỳ á, cái mình online mình tìm. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, thời nay mình muốn kiểm tra cái ba cái bản quyền, ba cái đạo văn đạo thơ gì đó dễ ẹc à. Thí dụ như quý vị thấy cái bài thơ đó, đó cái ý đó có gì copy một đoạn cái gì bỏ lên 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 Google, đây là một cách tìm rất là dân gian không có phải chuyên nghiệp. Mình copy một đoạn đó mình bỏ lên Google mình tìm hay chỗ nào có thì nó dắt mình tới đó nha, dễ lắm, sướng lắm. Rồi thần cử Ajnanam gọi tầng sơ quả là giai đoạn sơ ngộ, cái là mới thấy lần đầu thôi. À, ba cái tầng thánh sao đó à, thì gọi là Bhavana, có nghĩa là hậu bổ, có nghĩa là hậu bổ hay là phát triển cái đã có. Cái chữ Bhavana này gọi là hậu bổ, nhớ nha, hậu bổ nghĩa là bổ sung ấy, bảo tình thánh sao. Cho nên ấy, tại sao mà cái tầng tu đồ quan ấy, mà gọi là tầng sơ ngộ, có nghĩa là từ xưa đến giờ ta chưa bao giờ thấy được cái bản chất thật của mình là gì nha. Mà cái tầng thánh gọi là tu đồ quan ấy, là cái gian mà đầu tiên cái người chứng đắc ấy, họ thấy được rằng ấy, họ là cái gì, họ được cấu tạo bởi những thứ gì, và họ và cái sự hiện hữu của họ nó vận hành, nó hoạt động ra sao. Họ thấy là do vô minh trong bốn đế nên mới đam mê trong sáu trần, do đam mê trong sáu trần mới có sáu căn, mà có mặt sáu căn chính là sanh tử. Bây giờ mà lấy một chúng sanh ra chẻ bỏ, cắt bỏ ha, mắt tai mũi lưỡi thân ý thì nó còn cái gì là chúng sinh, dầu đó là ông vua hay là ăn mày thì cũng chỉ là sáu căn. Mà sáu căn ở đâu nó ra ta, nó do sáu ái mà ra, mà ở đâu có sáu ái, là do vô minh. Do vô minh không có thấy được bốn đế, không thấy được mọi thứ là khổ. Cái công thức này tôi nói hoài, không thấy được mọi thứ là khổ, từ cái sự có mặt của núi non cây cỏ đất đá cho đến con người chim muông cầm thú, tất thảy mọi sự có mặt đều là khổ. Cho nên ta thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà hãy thích trong khổ của đầu tư là sinh sôi ra cái khổ khác. Muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Muốn muốn bỏ cái người vợ người chồng, cái người phối ngẫu mà mình không thích đó, thì mình đành phải chia tay, chứ còn không thể nào mà mình chán ngán ghét chán mà cứ muốn sống chung. Sống chung rồi cứ gây gây rồi đập lộn nhau là sao, thấy không xong là phải buông nha, thấy đó là cục bú là phải cắt, thấy đó là cái mụn thì phải nặng bỏ, thấy đó là cái nhọt đó thì phải giải quyết cho nó xong. Chứ còn không thể nào mà muốn bỏ nó mà lại cũng muốn giữ nó là gì, nó không có nha. Cho nên cái tầng thánh đầu tiên là tầng sơ ngộ, có nghĩa là lần đầu tiên mà thấy được, lần đầu tiên mà thấy được cái mình gọi là tôi là ta đó, thực ra nó là cái gì, nó được cấu tạo ra sao, nó từ đâu tới, nó sẽ đi về đâu. Thì cái lần đầu tiên mà thấy này được gọi là cái giai đoạn sơ ngộ nha, sơ ngộ gọi là tiếng Pali gọi là Dasana. Rồi cái tầng thứ hai đó, cái trường hợp thứ hai, ba cái tầng thánh sao gọi là Bhavana, có nghĩa là sao, có nghĩa là giai đoạn hậu bổ, có nghĩa là bổ sung về sau. Bổ sung cái gì? Bổ sung cái nó đã có sẵn, có nghĩa là cái thấy bốn đế đầu tiên của tầng thánh sơ quả nó chưa có đủ nha, nó chưa có tròn, nó chưa mãn, nó chưa có triệt để. Thì bây giờ mình bổ sung cái ở cái tầng thứ hai này nó khá hơn cái tầng một một chút, rồi tầng 3 nó khá hơn tầng 2 một chút, và cái tầng 4 nó thật sự là rốt ráo hoàn chỉnh, hoàn công nha, hoàn công, nhớ nha. Thì hai cái đây là cái bây giờ tôi mới giải thích cái chữ Bhavana là vậy đó, nhớ nha. Sẵn nay sẽ làm học luôn cái chuyện cái chữ sơ ngộ nha. Bởi vậy cho nên trong Ati Đàm các vị học cái phần mà đầu đề tam, trong đó có câu Dasana Gappa Dasana Gappa Tappa là những pháp mà phải do cái trình độ sơ quả đoạn trừ, đó là dịch cho bà con dễ nghe. Chứ thật ra cái nếu mà dịch sát là những cái phiền não mà phải được đoạn trừ ở cái giai đoạn sơ ngộ, tức là giai đoạn tu đồ quần ấy. Nhớ cái đó, là sơ ngộ.
Rồi tiếp theo đó là chúng ta học thêm một cái nữa, cái chữ Pavana này nó có một nghĩa nữa trong đây, chỗ giải thích thêm, tức là sư tu nãy đã nói rồi, tầng sơ quả thì gọi là tầng sơ ngộ, còn ba tầng sau là tầng hậu bổ. Hậu bổ cái gì? Hậu bổ bằng cách gì? Là tu tập. Hậu bổ ở đây là sự tu tập bảy, bảy gì ta, bảy giác chi cho hoàn mãn. Chỉ vậy thôi mà bảy giác chi cũng chính là toàn bộ 30 phẩm trợ đạo còn lại. Không biết ở đây có ai hiểu qua 30 là gì không ta? Tức là 37, 37 mà trừ 7 thì còn 30 phải không ta? Đúng không ta? Khổ thiệt chứ, nói gì mà cũng không hiểu. Tức là bây giờ ta đang nói là tu tập 7 giác chi, mà 7 giác chi nó chính là 30 cái ông thần còn lại, nhớ nha. Mà không biết 30 là cái gì thì ngũ căn, ngũ lực, tất giác chi, tứ chánh cần, tứ như ý túc, bát chánh đạo, là 30 ông còn lại. Đấy, trên đây là của nếp bánh kinh mà không nghe giải thích đọc cái đoạn này nó là nản lắm nha, nản lắm. Thì ở đây đó là các ngài mới giải thích thêm ở trong cái đồng chú giải, trong ngay chánh tạng giải thích thêm. Tức là cái sức mạnh đầu tiên là sức mạnh do tư duy, sức mạnh thứ hai là sức mạnh do tu tập. Là vậy đó, tự nguyên một cái chương. Rồi tiếp theo là gì ta? Tiếp theo đó là nguyên một loạt, ví dụ như là ở đoạn 3, ở đoạn 3 đó, thì sức mạnh tu tập được hiểu là, gì ta, là bốn tầng thiền. Nhưng mà bốn tầng thiền là gì? Chính là định giác chi ở mức hoàn mãn, chỉ vậy thôi nha. Rồi tiếp theo cái gì nữa? Chỉ vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi ở đoạn 4, đoạn 4 là nói về hai cái cách và thuyết pháp của chư Phật, chứ không phải Đức Phật nha, của chư Phật. Có hai cách, một đó là lược thuyết và rộng thuyết. Lược thuyết tức là thuyết ngắn gọn á, tiếng Pali kêu là Sankhita. Còn cách hai đó là quản thuyết, quản thuyết tiếng Pali kêu là Vithara. Học mấy chữ học thì nhớ. Nó còn một tên gọi nữa, Sankhita. Ở đây là sao mất cái dấu mục tiêu, ước gì mình tôi có một cái người thư ký mình đánh máy giỏi ta. Bút đề xá. Còn cái vít thà ra đây đó thì nó bằng cái là nít đề xá, nhớ cái đó là sao ta. Nhớ nha, có hai cách thuyết pháp Sankhita Thara. Thì cái chữ Sankhita đây nó đồng nghĩa với chữ Uddiyesa, và Vittara đồng nghĩa với Uddiyesa là sao? Tức là trong đây nói rõ như thế này, đối với cái người mà đại trí, biết được chú giải nói, ai 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 xiên bỏ cái đoạn chú giải lên dùm, cảm ơn nha. Với cái đối tượng mà đại trí đó, thì Phật chỉ nói ngắn gọn qua một một gì ta, một tiêu đề. Với cái người mà chậm lục đó, thì ngài phải dùng cái cách nói phân tích cái tiêu đề ấy.
À, trong đây có nói đó 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 đây 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 ta xú, tức là trong số đó đó, trong cái số hai cách đó đó, thấy không? Ta xú đừng nghĩa là trong hai cách đó đó, thì sang khích ta đi sanh nam nam á, cái cách nói ngắn gọn là maha panyasa pukkalassa vasena katita, được áp dụng để thuyết giảng cho cái người mà trí nhiều nha. Vitha đó đi sanh nam á, manh manh. Còn cái cách nói mà rộng rãi, giải thích, phân tích đầy đủ, đó, cụ thể điển hình rõ ràng là dành cho cái người trí chậm, gọi là manh đắp anh nha, nha, người trí chậm. Đó, thì hôm nay mới nói là nếu mà đối với người trí chậm mà mình nói ngắn quá đó, thì họ sẽ bị chới với, bị hụt hẫng. Còn đối với người trí nhiều đó, thì mình nói mà bao la, thứ nhất là nó không cần thiết, thứ hai nữa là nó làm cho họ thêm phần hoang mang nữa, nó không cần thiết, vì họ cần có nhiêu đó thôi. Người ta hỏi mình, ta xin mình cộng thông thì mình đưa ra cộng thông, cái mắt gì mình đưa ra nguyên một cái rổ mai to đùng như vậy để người ta lục tới kiếm nó, với cộng thông thì nó mệt quá đi nha, cho nên là ta cần cộng thông đưa cộng thông thôi. Còn cái người mà chậm quá chậm, thí dụ mình muốn hướng dẫn một đứa bé đó, à, thì nó hỏi, nó xin mình, mới xin bà nội cộng thông, thì bà nội mới cầm cái rổ mai ra, mới nói, nè đây nè, mai mốt cần là lại đây lấy nha, ở đây là cộng thông, đây là cục sáp của bà để ghim kim, đây là cuộn chỉ, cái này nè nha, cái này cùng cái thun chứ không phải cuộn chỉ ngang, ừ, nhớ ngang đó. Là đối với, còn cái người mà người lớn mình nó mới cần mà dài dòng nhìn, nó cần cộng thun móc, cộng thun đưa, nó cần khúc chỉ đưa, cộng chỉ đưa, cần cái kim đưa cái kim. Còn đối với đứa bé là mình phải hướng dẫn nó chứ không thôi nó mai mốt nó không biết đường nữa, nó lần nha. Thì ở đây tại sao nó có cái chữ út đi xá và nít đi xá là sao, là bởi vì à, là bởi vì á, là nó xui chỗ trong rừng là tôi chẳng biết ai ngồi trong rừng, là tôi khó khó bề mà nói quá. Thí dụ như quý vị thấy ở trong trong gì ta, trong phần dẫn nhập của mỗi bộ tỳ đàm đều có phần tiêu đề. Pali kêu là Matika. Người đại trí chỉ nghe tiêu đề đã chứng đạo. À, là sao? Người đại trí chỉ nghe tiêu đề đã chứng đạo là sao? Tiêu đề là gì? Thí dụ như ngày lên cõi trời, ngày giảng thế này: tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký. Ngài vừa dứt ba cái tiêu đề này là người ta đắc cả hàng triệu ông mấy ông thiên tử chư thiên á. Rồi cái ngày làm thêm đoạn nữa: tất cả pháp lạc thọ, tất cả pháp khổ thọ, tất cả pháp xả thọ, phi khổ phi lạc đó, là đắc thêm mớ nữa. Mà tại sao kỳ như vậy, tại sao nghe nhưng mà đắc? À, thì ra là mấy ông đại trí đắc kiểu này nè. Khi mà ngài nói tất cả pháp thiện, ngài không hề ngài không có hề khuyến thiện hay là tội ác, không có nha. Ngài chỉ nói chung chung, thay vì cái thứ mà hạ căn á, thì ngài nói nhớ nha con, phải lánh ác hành thiện để làm chi, để trốn khổ tìm vui, và mục đích cao nhất là giải thoát sanh tử nghe con. Thay vì ngài nói dài như vậy không, đối với cái hàng đại trí ngài nói đơn giản vô cùng, ngài chỉ nói là tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp không thiện không ác, là nó nghe nó đắc đắc cái chỗ nào. Khi mà họ nghe như vậy họ bừng ra, ồ thì ra cái mà hồi xưa đến giờ mình nghĩ là nam nữ đực cái trống mái cây cỏ núi rừng chim muông cầm thú, đẹp xấu cao thấp trắng đen sang hèn trí ngu hiền ác, tất thảy đều là nằm trong ba cái này: không thiện là không, ác là thiện, không thiện không ác thì là vô ký. Toàn bộ vũ trụ này và vô lượng vũ trụ khác cũng thảy đều như vậy, diệt phục như thị nha. Tức là ở đây không hề có một thằng nào, con nào hết, mà tất cả chỉ là thiện ác và vô ký đó. À, từ bi trí tuệ tham nhẫn thiền định, đó là thiện. Tham sân si ái mạn kiến nghi, đó là ác. Đất đá cây cỏ chim muông, những vật vô tri, thì đó gọi là không thiện không ác. Vậy toàn bộ vũ trụ này chỉ còn gồm có bao nhiêu đó thôi nha. Thì cái người mà đại trí họ nghe chỉ cần tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện. Ví dụ như thế này,
giống như bây giờ mà mình nghe, mình bước vô một căn phòng mình khen mấy trụ sao mà đẹp quá vậy ta, thì mình chỉ cần nghe người ta nói một cái tiêu đề là nó đây hàng vỉa hè đó, biết trong rung có hiểu hàng vỉa đề hè không ta, hàng lạc son đó. Biết trong rung có biết cái từ đó không, nó khổ như vậy, nó khổ quá khổ đi, cứ vỗ tay làm cái gì có hiểu không. Rồi cho nên chỉ cần mấy chừng mình khen mà nó ui ông bình bông quá tuyệt vời, wow cái tưởng này đâu vậy ta, cái bàn này tôi chịu nè, wow cái ghế này tôi chịu nghe, ông nội ông này hay à, ông này hay à, thì ông chủ nhà chỉ cần cười thôi. Ông nói tôi mới khiêng lạc son về, khiêng ở dân sinh ở chợ thiết về đó, mình chỉ nghe cái chữ mà dân sinh, nghe nó chợ thiết cái là bắt đầu nó quải rồi, nó quải là cái gì. Ừ, bên tôi nó tôi ví dụ đó, bởi vì bên thị sĩ là vô địch võ lâm thì cái vụ đồ cũ nha, người nào mà không có biết gì hết thị sĩ mà bước vô trong cái chỗ tôi ở là quý vị gọi là một là xích xoa trầm trồ, hai là sẽ trề môi cái gì nói ông sư gì mà xài đồ tốt, xin thưa các quý vị trong rung tôi xài toàn là đồ ba xu bốn cắt không, nhưng mà tại vì đó là tôi đã tìm đồ cũ giống gì trơn. À, có mấy người khách xa mới ghé đây, khi họ đi rồi họ nói với tôi cái này, nói khi mà rời khỏi cái xứ này họ không có tiếc cái gì bằng cái tiếc cái tiệm đồ cũ, tức là muỗng nĩa rồi tô chén nồi niêu xoong chảo. Hôm đó giờ tôi đi làm cái chuyện mà quảng cáo không công cho người ta, chứ bà con rung rung mà có dịp qua đây đi tiệm đồ cũ coi như là để kiếm là cái vé máy bay này. Nó rẻ te tua luôn á. Thì ở đây cũng vậy, khi mà người có cái huệ căn họ chỉ nghe là họ nghe tới lạc son là bắt đầu họ quải rồi xuống tinh thần liền. À, quý vị biết một cái áo lông mà đúng mức bên đây nó lên sang Moritz nó có thể mười mấy ngàn. À, một cái áo măng tô mà xịn của Ý, của Scotland nó mắc cực kỳ nha, nhưng mà nó đã lọt vô tiệm đồ cũ rồi thì cái chuyện mà quý vị thấy nó 15 20 đồng nó là cái chuyện bình thường nha, nói cho biết để mà mốt đừng có mà thấy người ta xài đồ tốt rồi nói người ta giàu tội nghiệp người ta nha. Ở đây cũng vậy, khi mà đối với bậc đại trí chỉ cần họ nghe nói chữ lạc son là bắt đầu họ lạnh xương sống, nghe nói vỉa hè, nghe nói tiệm đồ cũ là họ quải rồi nha. Thì cái tiêu đề khi nghe ở trên đâu lại người thiết tất cả pháp thiền, tất cả pháp bất thiền, tất cả pháp vô ký, rồi làm mới mộng mới đây là mấy triệu đó, rồi cái ngày làm tiếp trên tập 2, tất cả pháp lạc thọ, tất cả pháp khổ thọ, tất cả pháp xả thọ, là đắc thêm mới nữa, đắc cái gì. Ồ, thì ra từ xưa đến giờ mình tưởng mình ngon, mình tưởng mình là thiên tử, là nam cực tiên ông, là nam du du quan, là tề thiên đại thánh, diêu trì dương mẫu, mình tưởng mình là ghê gớm, ai ngờ coi như là đời sống nó chỉ là cảm giác thôi. À, cái mà nó làm cái thằng này vui đó chưa chắc, à, mà thằng kia nó khoái. Đời sống nó chỉ là sự đắp đổ giữa các cái khoảnh khắc cảm giác. Khó chịu dễ chịu nghĩ vậy đi, nó quải nha, nó quải nghe nhiều là thấy lạnh rồi, người đại trí rồi không cần nghe nhiều. Thì nãy tôi nói đó, mình khen từng món, chủ nhà quăng ra một câu coi như mỏng lét mà ngắn ngủn rồi, lạc son đó, ba chữ lạc son đó làm nó quải rồi. Ở đây cũng vậy, đời sống chỉ là cảm giác thôi quý vị nha. Rồi chưa hết, rồi làm thêm tập nữa, tất cả pháp dẫn luân hồi, tất cả pháp dẫn xuất luân hồi, tất cả pháp nằm ngoài hai thứ ấy. Ồ, đắc thêm mớ nữa là sao, họ hiểu. Ồ, thì ra toàn bộ cái vũ trụ mà mình nhìn mình thấy đó, nó gồm bao nhiêu chúng sanh, thì trong đó nó đi đi có hai đường, một là quẩn quanh luân hồi, hai là dẫn xuất luân hồi, nghĩa là nó đưa ra ngoài. Thì từ sáng tới tối đó mình là gọi là nữ hoàng thủ tướng ăn mày dân cướp du đảng gì đi nữa, thì từ sáng tới chiều mình chỉ quẩn quanh có hai thứ đó, một là sống suy tư nói năng hành động suy nghĩ theo cái kiểu luân hồi, còn có lúc nào khá khá đó biết chán đời biết nhớ Phật thì đó là giây phút mình thoát luân hồi, chỉ vậy thôi. Thì họ nghe đó là họ quải rồi, ồ thì ra đó giờ mình tưởng mình là cao siêu, mình là này là nọ trong trời đất vũ trụ, mà thật ra đó thì tới phiên Phật cái Phật định nghĩa về mình cho nghe nó quải quá đi nha, tức nghĩa là mấy con là trùng trùng ngồi trước mặt Như Lai này, là có lúc thì các con sống theo kiểu đi vô hồi, các con sống kiểu đi ra, toàn bộ cuộc đời mấy con có sống mấy chục đại kiếp thì nó cũng lòng vòng, nó có vụ đi ra đi vô, cứ là dân điên cổng mẹ chạy ra, rồi gặp phải cột nhà cổng mẹ chạy vô, dân điên cổng mẹ chạy vô đụng phải cái bồ cổng mẹ chạy ra, mà suốt cuộc đời sinh tử mình chỉ là lục dân tiên của cụ đồ chịu thôi.
nha, cứ ra vô đụng con nhà đụng cái bồ mà cứ trăm năm rồi có người ra đó, nhân dân ai cũng đi ra đi vào, nhỏ xíu có như nước Lào người người ta cũng được đi vào đi ra, đen thui như Angola người ta cũng được đi ra đi vào, mà mênh mông đến như nước Tàu người ta cũng được đi vào đi ra, chỉ riêng dân chúng nước ta nhân dân không được đi ra đi vào, thì cứ đó là cái diện mạo cái bản lai diện mục của cái dòng Sanh Tử, cứ đi vào đi ra thì khi mà ngài nói một cái tiêu đề đó thôi đó là người ta là quải rồi nha. Cho nên Như Lai có hai cái cách thuyết giảng, cách một là Sanh Khích Tát, nghĩa là vắn tắt, mà cái chữ này nó đồng nghĩa với chữ út đi xá, có nghĩa là tuyên thuyết cái tiêu đề thôi đó. Rồi cái cách thứ hai đó là dành cho mấy cái em chậm, đó là ngày viết giảng bằng cái cách gọi là viết tha đó, hay là cách hay là nít đi sát, có nghĩa là đưa tiêu đề ra bắt đầu giải thích. Thí dụ như ở đây này các tỳ kheo giới cùng tu với định đem lại lợi ích lớn quả báo lớn, định cùng tu với tuệ đem lại lợi ích lớn quả báo lớn, tuệ cùng tu với tâm đem lại lợi ích lớn quả báo lớn, thế nào là giới? À, này các tỳ kheo ở đây bla 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 bla, thế nào là định bla 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 bla, thế nào là tuệ bla 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 bla. Đó là cái cách nói, là cách nói gọi là quảng thuyết, hay là cách nói xiển minh, cách nói mà bao la bát ngát rồi giải thích đầu đuôi xuôi ngược cho mấy cái người chậm á. Như các vị thấy mà như ngài Xá Lợi Phất nghe có một câu vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, cái gì cũng do duyên, sư và bậc đạo sư của tôi đã thuyết rõ duyên cái duyên sanh và duyên diệt ấy là gì, xong. Vì nghe có phải điếc con rái không? Vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, duyên sanh và duyên diệt đó đó bậc đạo sư của tôi đã nói rồi mà cũng chẳng biết nói cái gì, nó chỉ nói nhiêu đó thì ngài có ngày nghe ngài thấy liền, ngài thấy cái gì? Ồ thì ra mọi thứ ở đời này nó do duyên mà có, chứ không có phải tự nhiên hoặc do ai đó tạo ra, mà nó chính là do duyên đấy. Và ngài thấy rằng bao nhiêu cái thiện ác buồn vui trên đời này rõ ràng nó cũng là duyên, cái này nó duyên như cái kia, ở đây không hề có tôi ta hắn nó họ bọn gì hết, mà chỉ có duyên tạo, và cái là chỉ có phản ứng, chỉ có tác động và phản ứng thôi. Cùng một lúc ngài thấy được bốn đế và 12 duyên khởi, khiếp như vậy, khiếp như vậy đó nha. Vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, bậc đạo sư của tôi đã nói rõ hai duyên ấy, nghe như vậy chưa hết, còn ngài Tái Giá còn thảm nữa, là khi mà ngày ngày sinh Phật thuyết cho ngài nghe về con đường giải thoát đó, thì ngài Thế Tôn chỉ nói bao nhiêu này thôi, thấy chỉ thấy là thấy, thấy khi thấy chỉ là thấy, khi nghe chỉ là nghe, khi ngửi nếm đụng và suy tư chỉ thấy là chỉ là ngửi nếm đụng suy tư, ở đây không có ai hết. Chỉ giảng như vậy đó mà ngài bước vô, Đức Thế Tôn vừa khuất bóng ngài bước vô, ngài Tái Giá bước vào trong gốc cây lề đường, ngồi xuống hít thở, nghe lá rơi biết nghe chỉ là nghe, ở đây không có ai nghe, gió thổi tới biết chỉ là cái cảm nhận gió thổi, chứ không, chỉ có cả sự cảm nhận không có người cảm nhận, chỉ chừng đó thôi đắc A La Hán lục thông và tam minh bốn trí vô ngại lập tức. Vì sao? Là bị nghe tiêu đề thôi nha. Còn bao nhiêu vị khác cứ bị vô cái vị mò cho tôi cái kinh mà Sa Môn Quả mà của Trường Bộ, ông ơi là ông coi như bát lát ngát bao la, là vì sao? Là vì không giảng rõ, nó nghe nó không có hiểu, nó đốt chùa nha. Ok rồi, tiếp theo là đoạn 5. Đoạn 5: bất cứ tranh tụng nào, bất cứ cái cuộc xung đột mâu thuẫn nào mà nếu rồi, cái đoạn này cũng quan trọng lắm, bất cứ cái cuộc mâu thuẫn, cái sự mâu thuẫn xung đột nào, trục trặc nào giữa A với B, thì cả hai phía biết suy nghĩ một chút thì cái mối xung đột ấy sẽ sớm được dàn xếp. Biết cái gì? Biết khéo quan sát lấy mình, ở đây không, biết khéo quan sát lấy mình có nghĩa là cả cái người mà buộc tội người ta, lẫn cái người bị buộc tội, kẻ buộc tội và kẻ bị buộc tội. Thí dụ như mình ở đây xài từ chuyên môn nghe hơi ngán, nhưng mà bây giờ mình nói thì có tự mình là phê bình đó. Đời sống này là làm sao không có phê bình, mình ở chung nhà nhau giàu vợ chồng con cái cha mẹ ông bà thì làm sao sống với nhau mà tránh được cái sự phê bình, thì thường tại sao mà chúng ta cứ xung đột nảy lửa với nhau, là vì sao? Vì cả cái người mà đi phê bình người ta lẫn cái kẻ bị phê bình đều thiếu suy tư. Bởi vì các vị nên nhớ rằng đó, chư Phật khi
Đức Phật kỳ ta sẽ viết nó ra. Chư Phật chỉ nói ra điều gì đó khi hội đủ bốn cái tiêu chuẩn này. Một là phù tát qua đi, tức là nói đúng sự thật. Hai là ca lá qua đi, có nghĩa là nói đúng lúc. Áp tháo qua đi là chỉ nói cái điều hữu ích cho cái người nghe. Và thứ tư là metta qua đi, tức là luôn nói bằng cái từ tâm. Wow, nhớ cái này, bốn cái này phải xăm nha, phải xăm lên trán đó. Chư Phật chỉ nói bất cứ cái điều gì mà hỏi đủ bốn cái này. Một là phu tới qua đi là nói đúng sự thật. Hai là ca la qua đi là nói đúng lúc. Thứ ba đó là ấp tới qua đi là chỉ nói cái điều hữu ích. Bây giờ tôi nói với từng điều cho quý vị nghe nha. Ví dụ như chư Phật mà ngồi mà dạy về bói toán bùa chú võ thuật khí công, không phải mấy cái đó nó sai nha, nó cũng có cái nó đúng chứ, nhưng mà chư Phật không bao giờ nhắc đến mấy cái đó. Là vì sao? Là vì cái lợi ích cao nhất mà chư Phật hướng đến đó là giải thoát. Mà bất cứ một cái gì, một cái đề tài gì mà nó không nhắm đến, không dẫn đến, không đưa đến cái lợi ích tu hành giải thoát thì chư Phật không có nói. Cho nên chư Phật luôn luôn nói cái điều gì mà hữu ích. Thứ hai là cái chuyện mà cái gì mà không có thật thì chư Phật dứt khoát không nói rồi. Chỉ nói cái gì đúng sự thật. Thứ hai là phải nói điều lợi ích. Thứ ba, dầu cái điều đó đúng sự thật, dầu cái điều đó hữu ích, nhưng cũng phải lựa lúc mà nói. Khổ quá, biết cái việc, biết cái chuyện này không ta? Có nhiều cái gia đình đó là coi như là vợ chồng con gái rất là thương nhau, mà chỉ vì có cái tội mà nói lộn 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 thời điểm, nói sai thời điểm, nó phản tác dụng, nó gây cái phản cảm, cái vị biết không? Các vị muốn xây dựng tôi, các vị nói đúng rồi, nghe sư giảng sư có cái điểm này cần góp ý, muốn góp ý với sư, nhưng các vị phải lựa cái lúc nào nói cho nó mới ép phê. Chứ còn mà quý vị nói mà nó không có đúng lúc, không có đúng chỗ đó, thì tôi không có cảm kích, mà gặp mà mốt gặp cái bản mặt quý vị tôi còn ghét, cũng thèm nhìn nữa. Cái đó là sự thật nha, chứ đừng cái ngồi mà tưởng chắc mình có thiện chí, mình hảo ý mình nói chắc chả cảm ơn. No no way, đừng đừng ngồi là chim bao có đó. Nói đúng lúc, nói vào hoàn cảnh thời điểm nào, chứ không phải là thấy rằng tôi nói đúng sự thật, tôi nói điều lợi ích cho sư mà bây giờ sư giận tôi luôn. Không không không, bây giờ nói nhẹ nhàng nhất, bây giờ mình mời đang bấm thì mà mời lúc nào tự nhiên quý vị vô mền vô mùng, quý vị trùm mền, quý vị ngái pho pho tôi khều nè nè, có dễ bánh in quý vị nổi điên không? Quý vị rất mê bánh in, mà bánh in lá dứa, bánh in sầu riêng rất là mê, nhưng mà đã lên giường rồi, đánh răng rồi, tắt đèn rồi, tôi lại tôi dở mùng kéo mà đút nguyên cái dĩa bánh in sầu riêng cho nó nè, cái này ngon lắm. Tôi biết du khoái cho nên tôi lặn lội đường xá xa thôi, đội mưa đội nắng đem về cái dĩa này cho du. Mà cái này hàng đặc biệt hôm ấy làm tại nhà, không phải như là mua ngoài tiệm ngoài tùng nha. Mà quý vị đang ngáy pho pho mà mặc đồ ngủ mà tắt đèn, đánh răng rồi mà giờ nó đưa cái dĩa mà sầu riêng mà mình khoái nhất, cái quý vị có nghĩ cái quý vị có nổi điên không, chứ tôi điên á nha. Cho nên nó là ở đây cũng vậy, dầu mình có là nói lời hữu ích, có nói đúng sự thật, nhưng cũng phải nói đúng lúc nữa. Rồi cái cuối cùng đó là metta va đi, tức là chư Phật dầu nói đúng đúng sự thật, đúng chân lý, nói đúng lúc, rồi sao nữa ta, nói lời hữu ích, nhưng mà còn cái thứ tư nữa, nó là nói bằng từ tâm, không vì danh, không vì lợi, không vì bất cứ mục đích nào ngoài ra mục đích duy nhất đó là mong đem lại cái lợi lạc cho cái người nghe nha. Cho nên nó đây là khi mà từ cái tiêu chí này trong ngôn ngữ chữ Phật á, thì nó dẫn đến cái lời giải thích cho cái chỗ này trong đời sống, trong chung đụng á, không thể tránh việc góp ý về bình nhau, nhưng việc ấy phải có đủ bốn cái tiêu chí trên đây, chỉ vậy thôi, vô cùng đơn giản nha.
Chứ còn chỗ này mình thấy trong bất cứ tranh tụng nào là tỳ kheo phạm tội, tỳ kheo buộc tội, thì cái đó nghe thứ nhất là chữ tỳ kheo, mình thấy mình mắc mớ, mình là mình cư sĩ mà sai. Cái này ngài nói vậy thôi, chứ còn cho cả bốn chúng, cho cả những ai muốn lắng nghe ngài đều phải học ở chỗ này hết. Trong chung đụng không thể tránh việc góp ý về bình nhau, nhưng việc ấy phải có đủ bốn tiêu chí định này. Đây là nguyên cái đoạn số 5 á, là nguyên cái đoạn số 5 dài thòn như vậy, nó chỉ nằm có bao nhiêu đó thôi nha. Chứ đừng có tưởng là mình tốt bụng, mình hảo ý, mình thiện chí, rồi mình muốn than gì than. Quý vị biết có nhiều cái cảnh mà tang thương lắm, con cái tránh mặt cha mẹ là vì sao? Vì cha mẹ nó cứ la con, mà la trước mặt khách khứa, la trước mặt bạn gái bạn trai người ta, la trước mặt láng giềng, trước mặt người lạ, trước mặt người ngoài gia đình, bla 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 bla. Và con người ta mới dùng đũa ăn là bắt đầu là ngồi cái chuyện không có vui ra, tối tại sao đi về trễ rồi đó, nó quải lắm. Tiếp theo là đoạn số 6, có người đến hỏi Thế Tôn vì đâu, đoạn 6 là vì đâu mà có việc chúng sanh chết rồi kẻ bị đọa, người được đi lên. Vì đâu, vì đâu có cái vụ đó ta? Thì Đức Thế Tôn này mới giải thích thế này, tôi lấy Bali cho nó sang nha, lấy Bali cho nó sang, Bali cho nó sang là cái gốc của mình mà, ông già mình xài tiếng đó là mình phải xài tiếng đó cho nó sang. Mục tiêu của tôi mới thấy là đây, hỏi gì chứ, vì đâu mà có con số chết rồi đi lên, con số chết rồi đi xuống? Thì ngài dạy rằng nó chết rồi đi lên hay đi xuống là nó do cái gọi là cái gì ta, ở đây ngài kể hai nhưng trong chú giải nó một thôi, gọi là Dhammacariya. Tức là hành xử theo chánh pháp, và Visamacariya có nghĩa là cái nếp sống hợp đạo. Cả hai từ này điều ám chỉ cho gì ta, cho thập thiện. Biết ai ghi lấy dùm cái đoạn Bali đó dùm ta, gọi là cú xá lá cầm áp tha. Thập thiện mở một đơn cú xá lá cầm áp tha, tức là nghiệp đạo đó, cầm áp tha. Do 10 cái pháp này mà chết rồi đó, sanh về cõi lành. Rồi còn cái số bị đỏ là tại sao, gọi là Adhammacariya chariya, tức là hành xử vô đạo. Chứ tham ám chỉ là vô đạo, hành xử vô đạo. Và cái gì ta, và cái gì ta, và cái gì ta, và cái gì, Visamacariya, tức là hành xử trái với chánh pháp. Hai cái từ này đều ám chỉ cho thập ác. Thập ác tiếng Bali kêu là á cú xá lá cầm mã bà thạ, nhớ nha, cầm mã bà thạ. Rồi thập thiện là cái gì? Thập thiện là bố thí nè, trì giới nè, chỉ quán nè,
thuyết pháp, thính pháp, phục vụ, hồi hướng và điều chỉnh tri kiến. Đó, 10 cái đó được gọi là thập thiện. Nhớ cái đó trong râm mà không biết cái đó là tôi chết liền nha. Thập thiện là vậy đó. Bố thí là trì giới, rồi chỉ quán, rồi cái gì nữa, thuyết pháp, thính pháp, phục vụ, cung kính và điều chỉnh tri kiến. Thì chắc giảng sơ thì trong râm có nhiều người mới tin nè, chưa có vóc tem nữa. Bố thí đây có nghĩa là chia sẻ cái gì đó mà mình có cho người khác. Thì bố thí nó có hai, một là bố thí để cầu công đức, hai là bố thí là vì thương người. Bố thí thứ nhất là nghĩ đến mình, bố thứ hai là nghĩ đến người nha. Bố thí có hai là vậy đó. Rồi giữ giới thì giữ giới cũng có hai, một là giữ giới là cho mình, hai là giữ giới vì nghĩ nhiều đến người. Tây có một câu nói hay lắm, ta làm thiện không phải vì người nhận là ai mà vì chính mình là người thế nào. Biết trong rung hiểu câu này không ta? Ta làm thiện không phải vì người nhận là ai mà chính mình là mà vì chính mình nó là người thế nào. Tại vì cái danh ngôn họ nói cái kiểu kỳ cục như vậy đấy, còn nói kiểu mà nhà quê móc củ co họ nói khác, họ nói là ta làm thiện là vì người á nó tốt hơn là vì bản thân đó. Cách nói là cái giọng đó thì nó cái style nó không có giống với danh ngôn vậy, nhưng không nó có kiểu nói kỳ cục lắm. Ví dụ như mình thấy trong phim là mà mình nhờ bạn, bạn đem tiền tới trả, bạn nó xách cái mặt tới cái mình nói mày đừng nói với tao là mày không có tiền nha. Cái đó là cách nói của trong phim. Hoặc là thí dụ như là thằng con mà nó làm gì nó đà mám dữ má nó con nghĩ lúc này là lúc nào mà con nói như vậy, đó là cách nói trong phim. Bây giờ mỗi một cái lãnh vực, mỗi thời điểm, mỗi chuyên ngành nó có cái ngôn ngữ khác nhau, thì cái ngôn ngữ mà để làm nên cái danh ngôn đó, nó phải là một thứ ngôn ngữ rất là lạ. Ví dụ như ở trong nước mình, tôi nhớ tôi có đọc một câu danh ngôn của Hồ Chủ tịch, cái câu thế này nè, trong một cái tờ lịch mà ngày 20 tháng 11 ghi thế này: nghề giáo là nghề cao quý cần được nâng đỡ. Hết, ký tên Hồ Chủ tịch. Thì dĩ nhiên thì người trong nước thì thấy cái câu đó là thần thánh, nhưng mà theo tôi cái câu đó nó không có đủ cái giọng của một danh ngôn. Trong khi mình có thể có một cái câu khác, ví dụ như là ví dụ như trong ví dụ có cái giọng như là đời trang mặn đời con khát nước, ví dụ như vậy đi. Cái câu tôi không nói hai câu để ý nghĩa giống nhau nha, tôi không nói hai câu để ý nghĩa giống nhau, tôi chỉ ví dụ cái cách nói ví von, cách nói ví von. Hoặc là như bà Teresa bà nói thế này: ta nếu ta không thể làm được việc lớn thì ta cũng có thể làm việc nhỏ bằng một trái tim lớn. Đó, cách đó nó như vậy. Nếu ta không thể làm được việc lớn thì ta cũng có thể làm việc nhỏ với một trái tim lớn. Hoặc là cái câu này câu của tôi nè: nếu ta không có thể làm được chuyện lớn thì ta cũng đừng có làm cái người ghê làm lớn chuyện. Đó, nếu không làm được được làm chuyện lớn thì thôi, chứ đừng có thích trở thành cái người làm lớn chuyện. Câu của Trẩm. Ok, thì ở đây đó là cái bố thí này nó cũng có hai: một bố thí cho người và hai là bố thí cho mình nha. Thì trì giới cũng vậy, trì giới là cho mình và trì giới cho người. Trì giới cho mình nó có hai, khổ vậy đó, nó chia ra là banh chành luôn. Bố trì giới nó cũng có hai, là trì giới cho mình mà cho người, mà riêng cái cho mình nó lại có hai: một là trì giới để mà cầu công đức, hai là trì giới để mà trang nghiêm cái nội tâm. Còn cái mà trì giới cho người là vì sao? Là vì một đó là mình thương người đó, mình thương người mà mình không có làm. Còn không nữa nó là thông thường, đó là giữ giới thường, đó là mình cứ nghĩ đến mình không, mà mình không làm điều đó là bởi vì mình sợ tội, mình không làm điều đó là vì mình muốn có phước. Nhưng mà nó cũng có trường hợp nữa đó, có người họ không làm như đó vì họ thương chúng sinh, họ không nỡ nha. Cái này phải khó đó, cho nên nó tay mới có nói là ta làm thiện không phải vì người nhận là ai mà bởi vì ta là người nào. Cái câu nghe đã hơn. Rồi thì bố thí trì giới định chỉ quán. Chỉ quán là biết rồi, chỉ quán có nghĩa là samatha và vipassana đều được kể chung là cái chi thứ ba này nè.
Có nghĩa là tập trung tư tưởng cũng là tu, sống chánh niệm trong từng khoảnh khắc một cách linh hoạt của kiểu chánh niệm ấy, cũng là tu. Chỉ riêng như chỉ quán này nói 38 năm chưa có hết nha, tôi chỉ nói vắn tắt vậy thôi. Rồi cung kính, cung kính có nghĩa là từ xưa đến giờ khi mà mình đẻ ra trong đời này, dù là con chó, con heo, con người, lúc nào cũng coi bản thân mình là quan trọng nha. Nhưng mà khi mình là con người thì mình khác con thú ở chỗ là mình phải biết dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống. Ở trên nhìn xuống thì yêu thương bao dung lên để mà tôn kính và học hỏi. Sống mà không biết cúi đầu á thì không, đời đời không ai biết, không ai cúi đầu trước mặt mình hết. Cái điều này điều rất là kỳ quái nha. Sống không có dám mất thì đời đời sẽ không có được. Kẻ nào dám mất thì kẻ mới biết sẽ mới 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 có lúc họ được. Có dám mất thì mới có được. Có biết cúi đầu thì mới được người khác cúi đầu. Mình khiêm tốn không phải là vì mình muốn đời sau sanh ra được người ta cúi đầu, nhưng mà chuyện đầu tiên mình khiêm tốn, mình biết cung kính người khác chỉ vì một lý do, đó là mình là cái đống rác thì mình có cái gì mà mình không tôn kính người khác. Đó, tôi nhớ nhiều rồi thôi. À, thứ nhất, thứ hai, mà tại sao mình tôn kính người khác là bởi vì mình cứ nghĩ ai trên đời này cũng có cái thiện hết á. À, ai trên đời này cũng có cái thiện. Còn tại sao mình phải cúi đầu là vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất, mình là đống rác. Thứ hai nữa là cái hạnh phúc của cái người mà coi mình là con số không nó lớn lắm, quý vị biết không? Khi quý vị biết cúi đầu cái hạnh phúc nó lớn lắm. Có người hỏi tôi, cái cô Phật tử bên Houston, tôi sắp về bển tôi sẽ gặp cô đó, hôm nay già lắm rồi, thì cổ hỏi tôi vậy chứ tại sao mà quý thầy gặp nhau quý thầy có thể quỳ xuống quý thầy lạy nhau một cách dễ dàng như vậy. Tại vì bả đi chùa mà bả là ngày xưa bả là coi như là dân cũng danh gia trọng tộc, bố bả là coi như là sư huynh của thống tướng Lê Văn Tỳ đệ nhất Cộng Hòa đó, sư huynh nghĩa là đời đời trước nữa, bả họ Vũ, tôi không nói tên ở đây. Thì bả ngạc nhiên lắm, bả hỏi tôi tại sao mà người ta có thể quỳ lạy nhau một cách dễ dàng như vậy, mặt mày tươi rói là sao, cái kẻ được lạy á thì không nói gì, nhưng mà kẻ mà đi lạy người ta tại sao có mặt sướng quá vậy. Thì tôi nói tại vì chị chưa có thử, chị chưa biết cái cảm giác mà hạ mình trước cái người mà mình quý mến, nó cảm giác nó đã lắm, nói cái từ nó hơi đời là nó phê lắm nha. Gọi là phúc thay cho kẻ nào tìm thấy một đối tượng trong đời này để mà mình tôn kính nha, mà bất hạnh thay cho kẻ nào trên đời này không tìm ra lý do để cúi đầu nha. Trên đó là cái hạnh tu rất là xuất sắc. Rồi cái hạnh cung kính, hạnh phục vụ là sao? Phục vụ có nghĩa là mình phải có động tay động chân để mà giúp đỡ người khác, dù ít dù nhiều nha. Chứ còn mà sống là chỉ có biết mình không á thì cũng khó lắm nha. Tôi nhớ có cái lần đó trong lớp học, bắt đầu giảng thì cô giáo mới kêu cả lớp đứng lên để mà vỗ tay vinh danh David, hôm nay làm một việc rất là đẹp, một cái người đã có một nghĩa cử đẹp, là đã dắt một bà cụ qua đường. Thì trong lớp nghe cô giáo đề nghị vỗ tay thì các em vỗ tay, nhưng mà các em có em thì ngưỡng mộ, các em thì lén lén nhìn ghen tị với thằng David. Hôm sau thì bắt đầu buổi học thì hơn nửa lớp đứng lên, nó thưa cô, xin cô cũng cho tụi em một tràng vỗ tay. Thì cô giáo hỏi vì chuyện gì, thì nó nói rằng hôm nay chúng em cũng mới vừa đưa một bà cụ qua đường. Thì cô giáo hỏi một bà mà tại sao tới chục em là sao, mà phải tới sợ tới một chục em đưa qua được. Thì mấy em nói tại vì bà không có muốn qua, bà không có muốn qua, nhưng mà tụi em nhớ cái lời cô đó là coi như là David đưa một bà cụ qua đường người đáng được vỗ tay, thì hôm nay tụi em hè nhau đem bà qua đường, mặc dù bà không thích nhưng mà tụi em đã tìm cách, cuối cùng mười mấy thằng này đưa được cũng qua được, cuối cùng cũng qua được. Thì cô kêu trời, cô nói mấy em hiểu không, đưa người qua đường nó là một cái điều tốt, nhưng mà khi nào người ta cần kìa, chứ còn đằng này mấy em đè người ta xuống, mấy em khiêng người ta đi. Thì cái phục vụ cũng vậy, cho là một nghệ thuật quý vị à, giúp đỡ người ta cũng là một nghệ thuật, khen ngợi cũng là một nghệ thuật, chứ đừng có tưởng là lấy bông lấy hoa dí vô mặt người ta thì gọi là tặng hoa là sai bét nha. Vợ chồng bồ bịch với nhau mà hôn nhầm, hôn không đúng lúc là đã xài không được, tặng hoa không đúng lúc là đã xài không xong, nói chi là đối với tha nhân người dân cả là nha. Cho nên phục vụ có nghĩa là mình bỏ ra chút ít thời gian công sức để mà hỗ trợ cái nhu cầu nào đó của người khác, nhu cầu công việc nha, đó cũng là một công đức. Rồi thuyết pháp, thính pháp. Thuyết pháp có nghĩa là mình chia sẻ cái biết của mình về đạo cho người khác nha. À, trong tăng chi Phật dạy, tăng chi mình sắp học tới rồi,
Phật dạy đó là ơn cha nghĩa mẹ này các tỳ kheo, ta cho rằng không cách chi mà có thể dùng cái phương tiện vật chất mà đền đáp. Này các tỳ kheo, ta nói rằng dầu cho một người một cổng cha cổng mẹ hai bên vai, cha một bên mẹ một bên, mà đi suốt trái đất 100 năm để cho cha mẹ tha hồ tiểu tiện trên người của mình đó, thì ta nói rằng 100 năm khổ nhọc như vậy vẫn chưa đủ để mà đáp đền hết cái ơn đó. Vì sao? Là vì cái tấm lòng của cha mẹ đối với con không thể cân đong đo đếm được. Tuy nhiên này các tỳ kheo, ta nói rằng một người mà hướng dẫn cha mẹ vào chánh pháp, khiến cho cha mẹ có niềm tin, biết bố thí, biết giới hạnh, thì ta cho rằng cái sự hướng dẫn đó đủ để đáp đền cái công ơn trời biển của cha mẹ nha. Cái đó là chánh kinh á. Điều đó cho thấy rằng cái thuyết pháp nó quan trọng lắm, nó chia sẻ cái nguồn sáng cho người khác. Trên đời có cái gì khỏi mình đuôi, hoặc là mình có mắt nhưng mà mình sống trong bóng tối, vì không có biết cái đường đâu mà mò, không biết đường đâu mà lần. Bỗng nhiên có một cái khe hở, ánh sáng nó len vào, có một tia đèn pin nó quét ngang thì nó sung sướng biết là nhường nào nha. Cho nên thuyết pháp là hiến tặng cho đời một nguồn sáng công đức vô lượng vô biên nha, giúp cho người ta cái đường lối suy tư và hành động, đó là công đức. Rồi cái thính pháp, không có mình ngồi mình đứt cái mặt ra mình nghe một cách gọi là tiêu cực thụ động thì không kể, nhưng mà đằng này biết lắng nghe. Vì sao? Vì mình là ao tù nước động. Nếu mà một cái ao mà nước không ra không vào thì coi như là chỉ cần chờ lá rụng và thú chết, nó lọt xuống dưới một cái là nó thúi cả làng nha. Nhưng mà một cái ao mà có nước ra nước vào thì nước đó nó trong, nó đẹp và nó sạch và hữu dụng. Thì một cái não trạng của chúng ta nó cũng phải thường xuyên được là nước ra nước vào nha, phải có lắng nghe, phải có học hỏi, phải có chỉnh sửa thì mới khá được. Thì cái nghe pháp cũng là một công đức. Là vì sao? Vì càng nghe mình càng khá hơn. Vì trong kinh nói mình nghe pháp đó, nó có nhiều mục đích. Một là mình nghe để mà phá nghi, nghe để mà giải quyết một cái điểm thắc mắc nào đó, nghe để mà biết thêm điều mình chưa biết, nghe để mà củng cố cái điều mình đã biết. Rồi sao nữa? Có được không? Nghe để mà sống lại, sống lại cái điều mà mình vừa được nghe. Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài sẵn sàng ngồi xuống để nghe một người đệ tử Sa Di 7 tuổi thuyết pháp. Thì trường hợp thứ nhất không phải ngài nghe để ngài phá nghi, cỡ ngài còn làm sao mà người đệ tử giúp ngài được, cũng phải nghe để mà biết thêm điều chưa biết, bởi vì người học trò đâu biết hơn ngài, mà cũng phải nghe để mà củng cố cái điều đã biết, mà ngài nghe để ngài sống lại cái điều ngài đang nghe. Chỉ khi ngài đang nghe mà ngài nghe ngài bị nó nói là niệm nhất chi, cân nhất chi, là lúc đó là ngài phỉ lạc toàn thân nha. Nhớ cái đó. Cho nên nghe pháp đến cả ngày Xá Lợi Phất mà ngài còn thích nghe pháp mà. Rồi Thích Thế Tôn có nhiều lần ngài bệnh ấy, ngài nói với ngài Mục Kiền Liên hay là ngài Maha Chun đó, ngài nói rằng Như Lai đang bệnh, Như Lai không có an lạc về thân nha, hãy đọc cho Như Lai nghe một đoạn Thất Giác Chi đi. Thì Chư Tăng mới là bạch Thế Tôn, đây là Thất Giác Chi đã được Thế Tôn chứng đắc và tuyên thuyết. Thế nào là bảy? Một là niệm giác chi, trạch giác chi, cần cái giác chi, tỉnh giác chi, định giác chi, và sở giác chi. Khi mà chưa đọc thì tôi nghe là cái điều mà ngài đã giảng đó, là ngài bèn hoan hỷ và hết bệnh. Vậy trong tâm trong rung có tin nha. Nếu ủa Phật mà cũng bị bệnh mà cũng cần nó tụng kinh nữa, trời không phải. Mà ngài nghe đến ngài sống lại với cái mà ngài đang nghe nha. Còn mình ngày nay mình không hiểu cái ý nghĩa của cái chuyện đó, mình cứ tưởng là quanh năm là sống như con dầu vậy đó, rồi tới hồi mà bệnh hoạn khò khè đó, thỉnh tăng ni về đè ra tụng trơn trầu cầu an á, rồi ngáp ngáp quốc luôn cầu siêu, thì phải nói rằng đó là hiểu lầm nha quý vị. Vì hiểu lầm cái đó không phải. Cái người trong cái này phải ghi, không ghi nói là tôi bịa mới khổ. Mi tiên vấn đáp nha, có ghi thế này: một cái buổi cầu an á, hộ niệm á, mà muốn vô có kết quả đó, là một người nghe phải lắng tâm và nhận thức đầy đủ. Thứ hai là cái người tụng phải có chánh niệm, biết và hiểu mình tụng gì.
Cái số 3 là không có cái sự can thiệp của trọng nghiệp. Nhớ nha, trọng nghiệp chữ nghiệp viết đã. À, một là người nghe phải lắng tâm và nhận thức đầy đủ, chứ còn cái thứ ngáp 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 mắt cái trận dọc tai bắt canh chuồng thì nó nghe cái gì đó. Thứ hai nữa đó là cái người tụng á, người tụng á phải có chánh niệm, biết và hiểu mình tụng cái gì. Biết mình đang tụng là chánh niệm, mà hiểu là trí. Biết mình đang tụng nha, và hiểu mình tụng cái gì. Cái số 3 là không có sự can thiệp của trọng nghiệp. Nói thì Việt Nam là bệnh căn đó, bệnh căn bệnh quả đó, cái bệnh mà tiền thiên nghiệp chướng gì kiếp trước đó là bó tay. Cái bệnh đó là như là ngay cả vị chánh đẳng chánh giác cũng phải bó tay, ngày không có cứu mình được, vì đó là bệnh nghiệp mà nha. Bệnh mà còn nếu mà cái bệnh do thực phẩm, bệnh do thời tiết, bệnh do tai nạn, do cái gì đó rớt trúng mình rồi rồi lắp 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 thì cái đó còn chữa được. Bệnh mà do nhân hiện tại thì được, thời tiết, thực phẩm, sinh hoạt phi thời, như đêm hôm mà ra ngoài uống trà thì nó trúng gió trúng sương thì cái đó nó là bệnh nhân hiện tại. Nhưng mà cái bệnh quá khứ, ví dụ như là ung thư, hay là bị xơ gan cổ trướng, hay là do cái tiền căn nghiệp chướng gì quá khứ, mà bây giờ mình bị một cái chứng bệnh mà coi như là thầy chạy bác sĩ chê, thầy chùa bó gối đó, thì cái đó là gọi là bệnh căn này có chữa mới được. Cho nên nó là thập thiện là vậy đó. Thập thiện bố thí trì giới chỉ quán phục vụ tín pháp nghe pháp, rồi cái cuối cùng là cái gì ta? Cái hồi hướng. Cái hồi hướng này nó quan trọng lắm. Hồi hướng là cái tấm lòng của người hành thiện đối với vô lượng chúng sinh khác. Ta biết rằng ta có trong tay một cái món ăn thì ta phải sẵn lòng chia sẻ với người khác, đó là vật thí, tài thí. Nhưng mà ta biết rằng ta đang có một công đức lớn và có vô lượng chúng sinh cũng đang hướng về ta để cầu công đức. Họ muốn lắm nhưng họ không có điều kiện để làm, họ đang chầu trực để họ chờ mình nhắc tới họ đó. Dễ sợ lắm. Khi mình nghĩ đến họ mình phát đại bi tâm, bèn hồi hướng đến vô lượng chúng sanh không phân biệt biên giới, thì cái công đức đó là chẳng thể nghĩ bàn. Là vì sao? Là vì cái vị có biết rằng ấy, là có biết bao nhiêu người trong chúng ta khi sống làm nghiệp này nghiệp nọ nặng đi địa ngục bàn sanh súc sanh, còn không có người sanh làm Atula hoặc làm ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ nó có hai trường hợp: một là không thể nhận được phước hồi hướng, dầu hồi hướng cỡ nào đi nữa nó cũng sống cho hết cái để nó trả nghiệp. Nhưng nó có loại thứ hai gọi là cái loại gọi là paradaptu và chi vi. Para đắc tu và là cái loại ngạ quỷ mà có thể nhận đồ cúng hoặc phước hồi hướng. Nhận đồ cúng và phước hồi hướng thì tội nghiệp lắm quý vị. Khi mà mình chết rồi mình lọt ra đây là mình nó khác nước. Các vị có bao giờ phía trong rung ai biết cái cảnh khác mà khác le lưỡi không, hoặc là đói mà đói xanh mặt không? Quý vị bị cái đó chắc nó chắc trong rung có. Tôi bị, tôi mới bị cái đêm mới cái hai bữa này. Nó khác nước mà đến mức mà mình đi ngang cái dòng nước bên đường mà mình muốn nhào chứ ập cái mặt nó khác vậy. Mà mình mới có, mình biết chỉ có nửa tiếng đồng hồ nữa, 15 phút nữa mình có nước mình uống rồi mà mình còn điên dại như vậy. Mà trong khi có những cái kẻ mà trong kinh nói hàng ngàn năm hàng triệu năm nó lang thang khắp đầu gần cuối bể, mà coi như là cứ thấy nước mà này nhào tới thì nó thì nước khô queo. Nó khô với riêng mình thôi chứ mà nó phải là nó khô với người ta. Trong mắt người ta thì cái dòng nước nó vẫn cuồn cuộn lăn tăn bình thường, nhưng mà riêng với mình đó, là phải mình nhào tới là nó khô queo, còn không nữa thì thành lửa, nó cháy rần 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 giống như cái suối, nguyên một con suối dầu dầu lửa vậy đó. Còn không nó thành nguyên một dòng suối máu, một dòng suối toàn là mủ với nước vàng tanh tưởi, sao uống một dòng nước cống đắng ghét tanh rinh, ví dụ như vậy. Mà suốt hàng ngàn năm như vậy, cho nên chỉ cần mình nghe đâu mà động dao động phách mà có cái mùi nhang khói tụng niệm hồi hướng là nó mừng dữ lắm. Thì nhào tới mà người ta đâu có biết, người ta cứ đè thân nhân ra hồi hướng không à. Công đức này hướng cho ba con là Lê Văn Rè, má con thì Trần Thị Tí gì đó rồi xong. Cho nên tốt nhất là hồi hướng, nhớ là đến vô lượng chúng sinh. Tại vì hai lẽ: thứ nhất là chúng sinh nào cũng đáng thương hết, thứ hai
khó mà tìm ra một cái chúng sanh nào mà chưa từng là thân quyến của mình. Đó là lý do hai. Còn lý do một đó là tất thảy trong đời này đều là nằm trong hai hạng người sau đây: người thiện, người hạnh phúc thì nó nằm trong cái nhóm gọi là nhóm dễ thương, còn người ác, người khổ nó nằm trong cái nhóm đáng thương. Chứ trong đời này không ai để mình ghét cả đó. Chỉ có hai nhóm người đó thôi: vô lượng vũ trụ, thánh hiền, sang hèn, nam nữ, được cái trong máy đều nằm gọn trong hai hạng người này. Đó là dễ thương và đáng thương, nhớ nha. Cho nên đây là lý do tại sao mà chúng ta phải hồi hướng. Hôm nay chúng ta nói với người khác ra sao thì mai này đời sau kiếp khác cũng có kẻ hành động như vậy với ta, lăn đùng ra chết là người ta đè ra hồi hướng. Đó. Đó. Có lúc có còn hơn nha. Chứ còn đừng có ngồi đó mà cứ là lúc nào cũng má tôi, ba tôi mà mình quên vô lượng chúng sanh khác. Đau tội nghiệp lắm quý vị. Quý vị mà bị mà khát nước mà kiểu như vài giờ đồng hồ, có một gọi là một lần mà bị cái cảnh đó mình thấy thương cho mấy ngạ quỷ nha. Rồi tới cái cuối cùng là cái điều chỉnh tri kiến. Cái điều chỉnh tri kiến này có nghĩa là lừa thường xuyên liên tục lắng nghe học hỏi xem coi cái chỗ biết này của mình nó có đúng hay sai, nó tới chưa, cái đủ sâu chưa, đủ rộng chưa, nó có chính xác chưa. Thường xuyên như vậy, phúc thay cho kẻ nào thường xuyên lắng nghe học hỏi mà biết nghi ngờ cái biết của mình, luôn luôn có khả năng xét lại. Mà bất hạnh thay cho kẻ nào biết ba mớ và bèn cho đó là chân lý vĩnh cửu, hằng số bất biến nha. Đó là vô cùng bất hạnh nha. Trong đời tu của tôi cũng đâu có gặp cả hai hạng người này nha. Coi như biết ba mớ bèn cho đó là tinh hoa của vũ trụ, mình là cái rúng của càn khôn. Và quý vị tưởng tượng đi, một vấn đề giáo lý đó, ngài A Nan, ngài là đệ nhất đa văn đi nữa mà, nhưng mà ngài là sơ quả, ngài hiểu không cách nào bằng một cái vị A La Hán vô danh nha. Mà mấy vị A La Hán vô danh là có tiếng đi nữa này cũng làm sao mà bì được cái biết của ngài Xá Lợi Phất. Cũng vấn đề đó, nhưng ngài Xá Lợi Phất làm sao hiểu hơn Đức Phật. Mà cái điều này cho thấy rằng mỗi vấn đề giáo lý nó đều có nhiều cái tầng lớp nhận thức khác nhau về độ sâu lẫn chiều rộng nha. Cho nên chúng ta có thuộc lòng tâm tạng đi nữa thì chúng ta vẫn phải lắng nghe người khác. Là vì sao? Là vì tôi thề với quý vị rằng nó cái hiểu nào của mình nó cũng có thể chỗ để bổ sung, bổ khuyết và điền khuyết hết, nhớ nha. Chắc chắn 1000% là bởi vì là quý vị tưởng tượng một chuyện nhỏ thôi. Tôi hỏi quý vị một chuyện nhỏ xíu thôi, trước mặt quý vị có một hộp đậu phộng, quý vị có dám nói với tôi là quý vị hiểu biết tựa là toàn bộ triệt để tuyệt đối mọi điều về hộp đậu phộng, không còn gì nếu bàn nữa hay không? Nếu mà quý vị là một người cẩn trọng, quý vị không dám. Tôi nói rõ rõ lần nữa, hộp đậu phộng. Còn nếu mà quý vị chưa tin tôi còn đẩy xuống cái nhỏ đó, nó là sợi tóc. Quý vị đừng có nói với tôi là sợi tóc đó nó nhỏ, và những gì tôi biết về sợi tóc này đã là hoàn toàn đầy đủ rồi, tôi không cần biết thêm nữa. Tôi xin chia buồn cùng những ai mà có kiểu ăn nói và nhận thức suy tư như vậy nha. Đừng có cho rằng sợi tóc nó là nhỏ, và cái biết của ta là một tiến sĩ hóa học, một tiến sĩ vật lý đó, ta đã biết hoàn toàn là mọi sự về cái sợi tóc thì sai bét nha. Bởi vì nó nhiều chuyện trong sợi tóc mà 1000 năm nữa chúng ta cũng chưa có biết hết đâu quý vị. Sợi tóc nha, chúng ta nhiều lắm mà chúng ta chỉ biết ba cái thứ lơ mơ như là tóc mai, sợi vắng, sợi dài, lấy nhau không được tương hoài ngàn năm là biết cỡ đó. Là tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sống lênh đênh, biết lơ mơ của nó là không có đủ xài nha. Cho nên đây là 10, cái này gọi là thập thiện. Thì có những người khi còn sống mà họ có gọi là sống và hành động tư duy theo 10 cái này thì chết rồi có cái cơ đi lên. Tôi xài chữ rất là chính xác, chữ cơ nghĩa là có hy vọng chứ không có chắc lắm. Là vì sao? Là vì cái nợ xấu mình nhiều quá. Mình đồng ý, mình có mới vừa deposit trong nhà băng phải, nó là 80.000, nhưng mà cái nợ xấu của mình nó nhiều quá. Nên nhớ là cái vụ gầy ròm đi làm răng đó là chưa trả,
cái vụ mình đổi xe mới là chưa trả, cái nhà này mình chưa có trả xong nha. Nhiều và nhiều lắm, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm người chưa kể, giờ cái dùng mà đặc biệt nó còn bảo hiểm lũ lụt và thiên tai nữa quý vị nghe. Cho nên 80.000 mình mới deposit vô nó chưa có nghĩa lý gì đâu nha. Chưa mình 80.000, 100.000 với nghĩa lý mình xá gì mà 888 đồng. Cho nên nó là cái này cũng là trong chánh tạng nữa, trong tăng chi nữa. Này các tỳ kheo, ai cho rằng kẻ làm thiện chết rồi chắc chắn sanh thiên, ta nói rằng đó là tà kiến. Ai nói rằng kẻ làm ác chết rồi chắc chắn phải đọa, ta cho rằng đó là tà kiến, là nhầm vào cái ý này nè nha. Là vì sao mình mới nghe qua mình thấy cái nó không có ghê, nhưng mà ngồi ngẫm lại ghê thiệt. Là khi mình nói rằng một người làm thiện mà chắc chắn sanh thiên, nó như vậy là mình đã quên cha nó mấy chục ngàn triệu tỷ ức kiếp luân hồi về trước rồi. Coi như các vị tưởng tượng được cái cơ hội các vị làm lành làm thiện với cơ hội làm ác cái nào nhiều hơn, rồi cái bản năng thiện với bản năng ác cái nào mạnh hơn, rồi bạn ác rồi thầy xấu, thầy cà chớn, thầy tào lao nó nhiều hơn là cái ông thầy bạn mà đàng hoàng nha. Cho nên là trong vô số tỷ triệu ức kiếp luân hồi gì trước là cái nghiệp ác của mình nó là tới 1 tỷ luôn, mà cái chuyện mình tu hành thì nó cực kỳ lai rai và ầu ơ ví dầu nha. Cho nên đó là nói ra thì không phải nói để cho bà con rung rồi bà con coi như xuống tinh thần, nhưng mà đó là sự thật. Còn cái chuyện rùa mù á thì mình nên có niềm tin thế này, đồng ý trong kinh có nói là cái chuyện con rùa mù 100 năm chồi đầu một lần trên một cái vùng biển rộng do một cái cơ may hãn hữu mà nó chọt cái đầu nó vô cái lỗ ván đó, thì cái Đức Phật ngài dạy rằng cái sự mà cái việc trùng hợp đó nó còn dễ hơn là cái việc được sanh làm người. Mình nghe mình lộng thiệt, nhưng mà tôi nhớ chỗ này tôi có giải thích rồi, mình có chánh pháp, mình có chánh kiến, mình có chánh tính thì mình không đến nỗi là con rùa mù, mình là một con rùa sáng mắt mà có cả ống dòm nữa. Có một điều là cả một cái đại dương bao la mà hỏi gì chứ cái miếng dán đó nó nằm ở đâu, là ống dòm nào rọi cho thấu. Cái ống dòm mà tốt nhất mà tôi biết á thì nó cũng chỉ là thí dụ ở ảnh ở tôi đang nói dùng dân sự nha, chứ còn quân sự hoặc là bên 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 ngành thiên văn NASA là tôi không biết, tôi chỉ biết trong ngành dân sự đó, thì maximum là 7 km, là 10 km trên mặt biển, tức là trên một mặt phẳng gần như tuyệt đối nha. Thì cái tầm xa nhất là khoảng 10 km trên mặt biển thôi. Thì hỏi với con rùa mà nó xài cái ống dòm mà nó nhìn trên với cái diện tích bao la của biển đó mà hỏi gì chứ 10 cây số mà ăn nhậu gì đến đó nha. Nhưng mà ít ra so với mấy con rùa mù thì mình cũng khá hơn chút à, chứ mình mà đến nỗi là con rùa đuôi nha. Nhưng mà dầu gì 100 năm mà trồi lên một lần đó là chỉ là một cách để ám dụ. Còn nếu mà mình mỗi ngày mình đều sống chánh niệm thì coi như mình là con rùa mỗi ngày trồi lên được bao nhiêu lần là tùy vào cái lần làm chánh niệm rồi. Cái này phải ghi à, cái số lần chánh niệm trong ngày á chính là cái số lần con rùa ấy trồi đầu lên biển. À, kẻ không tu hành á thì cả đời nhiều lắm á chỉ trồi đầu vài lần. Đó. Trí tuệ nhiều á thì gì ta, giúp ta thành con rùa sáng mắt, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi nha. Trí tuệ nhiều thì giúp ta làm con rùa sáng mắt, còn mà không có trí tuệ, không chánh kiến, không chánh tín là làm con rùa mù nha. Rồi nếu mà mỗi ngày mà mình sống thiện, sống chánh niệm thì cứ mỗi lần mình sống thiện là một lần mình trồi lên để mà mình kiếm chỗ mình chung nha. Còn cái thứ mà không có niệm mà không có tuệ thì coi như là vừa mù mà lại vừa lâu lâu mới trồi một lần nha. Nhớ hai cái này. Có nghĩa là cái hy vọng mình vẫn lớn hơn. Và đọc kỹ là nên đọc kỹ là cái đoạn chú ý cái chương mà mình đang học, là biết phải cái chương này không ta, cái chương này có nói đến cái công đức mà quy y nó cực lớn. Có nghĩa là trong cái tam thiên đại thiên vũ trụ này nè, là cái chuyện mà một vị Phật ra đời cực hiếm,
mà một vị Phật ra đời như vậy, thời gian trụ thế nó cũng không có bao lâu. Và cái số người mà biết đến Phật pháp mà bằng chánh tín, bằng chánh kiến ấy, là càng ít. Còn kiểu mình đi chùa rồi có pháp danh rồi mặc áo tràng, có chuỗi rồi trong nhà có lá phái, có giới điệp thì nó chưa gọi là Phật tử. Mà Phật tử phải là cái người mà có kiến thức căn bản về giáo lý. Căn bản là sao? Biết bốn đế là gì, 12 duyên khởi là gì, biết 37 phẩm bồ đề là gì, và đặc biệt là biết sống tứ niệm xứ, tôi mới gọi đó là người Phật tử. Còn thiếu một trong mấy điều vừa kể thì đối với tôi đó chỉ là hàng xóm của Tam Bảo thôi nha. Tôi nói cái này, quý vị nào không đồng ý thì cứ lên mạng chửi cho nó tan nát nha, rồi đi hỏi mấy cái vị mà cao tăng á, có phải vậy không? Nhớ cái này. Cho nên là mình đang học xong những cái gọi là 10 thập thiện đấy. Tiếp theo là mình học về 10 cái thập ác. Thập ác đó là thanh tam khẩu tứ ý tam, nhớ cái này dễ nhớ lắm. Thập ác gồm thanh tam khẩu tứ mà ý tam là sao, dễ nhớ vô cùng. Thân tam là sát sanh trộm cắp tà dâm, sát sanh trộm cướp chứ mà trộm cắp mà là trộm cướp. Đó, rồi tà dâm. Tại sao vậy ta? Trộm cướp nó khác cái trộm cắp không? Alo, có khác không ta? Trộm cướp là nó hai cái chuyện khác nhau, còn có trộm cắp là hai chuyện giống nhau. Bởi vì trộm cắp có nghĩa là lấy của người ta một cách lén lút, à, cái đó gọi là trộm, gọi là cắp. Còn cướp đó có nghĩa là lấy người ta một cách công khai. Cho nên tôi thích xài chữ trộm cướp hơn trộm cắp, bởi vì ví dụ như mình giật công khai thì nó đâu gọi là cắp, đâu gọi là trộm, nó là cướp chứ. Rồi rồi trộm cướp rồi à, phơi nó sát sanh. Cái vụ sát sanh thì nói sơ chút xíu. Sát sanh ở đây đó là cướp đoạt cái mạng sống của chúng sanh khác, từ con cá nhà táng cho đến con dòi nha. Sát sanh là cướp mạng của chúng sanh khác, từ con cá nhà táng đến con dòi. Tại sao tôi biết trong rung hiểu ý tôi không ta? Biết trong rung hiểu ý tôi, tại sao tôi để cá nhà táng, biết trong rung hiểu cũng khổ vậy đó. Đến con dòi là bởi vì nó to như con cá nhà táng đó, mà nó nhỏ như con dòi đều là sát sanh hết. Ruồi, muỗi, con kiến, con mối gì đó là nó nằm hết đó trong cái vụ này nha. Cá nhà táng mà con xài được khoảng 30 tấn đó. À, rồi chưa kể nói về kích thước á, thì trong chú giải nói con càng lớn tội càng nặng. Là vì sao? Là bởi vì mình phải có cái dụng ý nhiều mà mình phải ra sức nhiều. Đối tượng sát sanh càng to lớn càng có đức độ thì tội báo càng lớn. Vì nhiều lý do, phải có kế hoạch nè, rồi ra nhiều rồi gì nữa, công sức nè, thời gian ác tâm lâu hơn nè, và chứ nữa, rất dễ đụng phải các cái bậc Bồ Tát đại nhân trong đó. Wow, dễ sợ chưa? Đối tượng sát sanh càng to lớn hoặc là càng có đức độ thì càng thì cái tội báo càng lớn, là vì nhiều lý do. Một là phải có kế hoạch, rồi ra nhiều công sức mà thời gian ác tâm nó lâu hơn. Thì như mình muốn giết một con heo, nó đâu phải dễ như giết con muỗi, muỗi mà đập cái bóp đó là xong.
mình giết một con kiến, mình chỉ dí cái ngón tay cái là xong, mình bật cái quẹt lên là mình rơ, mình lia một phát là nó đi cả làng luôn nha. Nhưng mà giết một con heo, mình muốn đập một con chó, một con bò, một con trâu, một con voi, một con người đó, thì mình phải có gọi là học toán kinh tế mà đầu tư gọi là chiến lược thì mới có thể mà gọi là ra tay được nha. Và thứ hai nữa là trong chú giải có nói là Bồ Tát được thọ ký á, thì không có sanh là có loài nào mà nó nhỏ hơn cái nắm tay. Là vì sao? Là vì nó nhỏ quá đó, cái não trạng của nó eo hẹp lắm, như con trùng á, cái đầu nó chỉ có 7 neuron thôi. Ừ. Cái đầu nó gần như là đất sét vậy đó. Con người mình nó là 100 tỷ neuron. Yeah. Con người có 100 tỷ tế bào não. Và con trùng á, chỉ có 7 thôi, chỉ có 7 thôi. Chỉ có 7 cái neuron thôi. Cho nên Bồ Tát không có sanh lấy mà làm cái loài mà nhỏ hơn cái nắm tay, có nghĩa là minimum mà cũng làm chim, làm cá, làm chuột vậy đó, chứ còn mà nhỏ quá là không được nha, nhỏ quá thì nó mùi lược lắm nha. Cho nên là mình sát sanh rồi, rồi trộm cắp cũng vậy. Trộm cắp cái đối tượng trộm cắp là tập thể thì nó nặng hơn là lấy của cá nhân. Rồi cái đối tượng trộm cắp là người có đức độ thì nó sẽ cho cái tội nặng hơn là của người mà không có đức độ. À, đại khái như vậy. Rồi trộm cắp một cái vật mà nó đòi hỏi mình phải tốn nhiều công sức á, thì cái tội nó nặng hơn là một cái vật tiện tay. À, rồi mình trộm cướp một cái vật mà nó, cái việc trộm cướp mà nó gây, nó để lại hậu quả càng lớn thì cái tội mình nó càng nặng. Biết nói ra rùm hiểu không ta? Một là đối tượng tập thể tội nặng hơn cá nhân, rồi đối tượng có đức độ thì nó tội nặng hơn là đối tượng mà không đức độ. Rồi cái hậu quả của cái việc trộm cướp đó, còn cái hậu quả nữa, còn hậu quả ví dụ như tôi nhớ có một lần đó ở bên New York, trên cái tầng trong của bệnh viện, nhiều tầng, tầng 13 đó, là cách đây khoảng 1 tuần là tự nhiên cứ ngày nào đúng cái giờ đó cũng có người chết hết, thì người ta mới gọi là cảnh sát vào cuộc, rồi cũng tìm ra, cuối cùng FBI ra tay, thì họ mới để ý là đúng là cái giờ đó thì cái bà mà nhân viên mà vệ sinh nó vô bà không biết gì hết, bà vô bà rút cái dây điện mà trong cái máy thở người ta, nên bà đút vô bà hút bụi, bà đút vô cái máy hút bụi. Cái chuyện này có thể quý vị nghĩ là tôi kể chuyện tiếu mà không phải, tức là chỉ là một cái chuyện vô ý vô tình thôi, nhưng mà đúng cái giờ đó mà bà lên bà rút cái dây thở người ta ra, là bà đút cái máy hút bụi vô bà hút. Thì cũng cái chuyện nó không đáng gì, nhưng vấn đề nó để lại hậu quả quá lớn đi, nó đã làm tan nát bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu gia đình chỉ vì cái chuyện mà hút bụi thôi nha. Cho nên là ở đây cái hành động mà sát sanh trộm cướp, ngay cả một lời đâm thọc, một cái lời nói đùa mà nó để lại hậu quả mà giết người đó, thì cái tội báo của nó bất khả tư nghị nha. Ở đây ai từng là nạn nhân của mấy cái trò mà bà Tám bà Tư thì biết, coi như là trời đất ơi, tôi nói tôi đâu có thù oán gì mà tại sao tôi bị nhiều cái thị phi mà tôi nói quá cả. Cách đây mấy hôm tôi có người hỏi tôi về một cái thị phi về tôi nói là tôi còn phạm tội gì tôi cũng có hết trơn, nhưng mà có một điều tôi tiếc quá đi, tôi tiếc tại sao tôi mang cái thằng Nam. Thì cái cô có hỏi sao mà sư nói gì kỳ vậy, nghe nói vậy mới có không hỏi sư, thì sư nói là sư nói hai chuyện rất là lạ. Chuyện thứ nhất thì nó tội gì sư cũng có thể phạm hết, nhưng mà cái vụ này thì sư nghe cái này sư tiếc quá, sư nói tại sao sư không được mang thân nữ mà lại mang thân nam. Hỏi thì sao sao, tôi nói nếu mà tôi là nữ tôi thì tôi đã chắc lên lên tòa sen làm Quan Âm, mà vì nếu tôi là nữ tôi lập tức thành thị kính rồi, mà bây giờ mà tôi là nam tôi thành thị gì đây, em đã thì đỡ à. Chứ còn mà phải nói đó là tiếc quá tiếc. Cho nên đừng có tưởng một cái câu nói đùa, một câu nói mà bực mình trong chốc lát mà không có gây là cái di hại cho người ta nó sai bét nha. Cho nên đi sát sanh trộm cắp rồi tà dâm, tất cả các tội đều y chang nhau, có nghĩa là tưởng là ai và mình đã thực hiện cái đó với một cái nội tâm như thế nào. 1 phút gọi là sa đà tối lửa tắt đèn thì ok, còn cái kiểu mà phá gia can người ta mà bằng cái sự là toan tính dày dặn có chiến lược,
để rồi bẻ hoa bắt bướm thì đó, tội nặng trùng trùng thì đó là giới tà dâm. Đó là thân 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 ác nghiệp, còn khỏi nghiệp là đó là thân tam, đó là ba cái đó. Còn thằng khẩu tứ là gì? Là không nói dối, nói tâm thập chia rẽ đó, rồi không có nói lời thô ngữ ác độc và không có nói phiếm luận. Đó là khẩu tứ, thân tam khẩu tứ ý tam. Thì vậy đó, không có nói dối có nghĩa là không có bẻ cong sự thật, có nói không, không nói có, trắng thành đen thành trắng. Một câu nói dối có thể làm tan tành một quốc gia, tan tành một gia đình, chứ không phải chơi là giết một mạng người nha. Và chứng thánh là gì? Chứng thánh là thấy ra sự thật. Nếu muốn chứng thánh thì đừng có nói dối, đó là nha. Nếu muốn chứng thánh thì anh phải biết yêu sự thật. Rồi không có nói đâm thọc có nghĩa là mình không hàn gắn cho nhau thì thôi, thì tại sao phải làm tan nát đời nhau, tại sao phải làm hiu hắt đời nhau nha. Đức Thế Tôn là có một cái hảo tướng rất là đặc biệt, tướng Mã Âm Tàng, là bởi vì do nhiều đời ngài là chuyên gia hàn gắn tất cả những cái độ gãy đổ chia rẽ phân ly thất tán trong thiên hạ, ngài đem người ta về là với nhau những mảnh đời rời rạc, đem về hàn gắn nối kết. Còn đằng này mình quăng ra một cục làm cho gọi là chia lon rẽ vụn, Vu Lan chúc nữ phải xa nhau vậy đó, không nên. Rồi nói lời độc ác có nghĩa là nói bằng cái thô ngữ, dùng cái chữ nặng nề để gây tổn thương, làm cho tim người ta chảy máu thì đó cũng là một cái ác. Rồi cuối cùng là phiếm luận. Nhiều người cứ nghĩ rằng trong bốn cái này cái phiếm luận là cái nhẹ nhất, nhưng mà không phải đâu, cái gì nó nặng tâm sát, là bởi vì cái đầu mình nó phải tào lao thì mình mới thể nói tào lao, cái đầu mình nó phải là cái thùng rác ấy, thì miệng mình nó mới nói ra cái lời rác nha, nó quan trọng lắm. Cho nên cái phím luận là gì? Là nói lời vô ích. Mà nói lời vô ích bản thân mình ấy thì là bị mất thời giờ, mà người khác cũng bị mất thời giờ, cái đó là cái tội nhỏ. Mà cái tội nặng là gì? Là mình đã biến mình thành một kẻ vô công rỗi nghề, vô ích không xài được, trong ít nhất là 5 phút, 10 phút, 1 tiếng, 2 tiếng khi mình nói chuyện phím nha. Bởi vì Voltaire của Pháp ông nói khi không có chuyện gì để làm người ta sẽ làm chuyện tầm bậy, khi không có chuyện gì để nói để suy nghĩ thì người ta sẽ nói và sẽ suy nghĩ cái chuyện tầm bậy nha. Và những cái quả báo căn bản nhẹ nhàng trong dòng sinh tử là cái người mà thích nói phím luận thì đời đời sanh ra đó bị cái nghiệp gì, cái gì biết không? Tôi đọc kinh hết hồn. Có nghĩa là rất dễ dàng bị bại trận, rất dễ dàng bị người khác lấn lướt. Còn lý do thì tôi chỉ đoán mò trong kinh không giải thích, nhưng mà tôi đọc đó tôi ngầm ngầm tôi hiểu ngộ thiệt chứ. Tôi nhắc lại cái một những cái tội nặng nhất của cái người phiếm luận thích nói chuyện tào lao á. Mà các vị hỏi tôi tào lao là gì, tôi phải nói rõ tào lao là cái đề tài nói chuyện mà không liên quan đến cái việc tu hành giải thoát, không liên quan đến tam bảo, không liên quan đến cái việc xây dựng đời sống tâm linh cho mình mà cho người khác, thì cái đó được gọi là tào lao, là phiếm luận. Thì cái kẻ nào mà mê nó cái đó quá thì đời sau sanh ra một, chứ không phải là ít đâu, một trong những cái tội báo, cái báo ứng của người thích nói đâm thọc, đó là rất dễ bị đánh bại trên thương trường, tình trường, chiến trường và cả đạo trường. Vô chùa cũng vậy, luôn luôn dễ bị thua thiệt nha. Rồi đó là cái gì cũng bị người ta lánh. Và sẵn ở đây tôi tiết lộ luôn, các vị có tin cái chuyện mà mình xè bằng tay, không phải xè mà mình kêu cái gì ta, mình áp các ngón tay nhau mà đầu ngón tay út mà nó có trên cái lằn gạch đầu tiên của cái ngấn áp út, không biết nói trong rừng hiểu không ta. Alo, cái đầu cái nguyên cái ngón áp út nó có hai, nó có hai đường kẻ để nó chia thành ba lóng. Thì cái đường kẻ ở trên đó mà nếu mà mình thấy thường thường như nó mấy cái người mà cái đầu ngón út mà nó cao hơn thì mình thường người ta nói kiểu mà tiêu cực á, người ta nói mấy người đó ăn lánh bạn bè. Nhưng mà cái này tôi có để ý, cái này bà con rơm rơm nói tôi là dị đoan tôi cũng chịu, đó là thường những cái người mà cái đầu ngón tay đó mà nó trên cái kia đó, trong giao tế thường họ hay trên cơ người khác, họ họ cố ý họ muốn á thì đã đành, là đằng này họ không muốn thì nữa thì cũng trời đất xếp đặt cho họ trên cơ người khác một cách ngẫu nhiên lạ lùng lắm, cái gì cái phước
Và cái người nào có cái ngón tay như vậy, dầu có bị nói từ mê tín thì cũng phải chịu, đó là không có lo cái chuyện đói ăn đói mặc. Còn giàu hay sang tôi không biết, mà tôi biết cái người mà có cái ngón cái ngón út á, mà nó trên cái lằn gạch đó, thì cái chuyện mà ăn mặc không có lo nha. À, cho nên nó lạ lắm, nhiều người đi rồi đi đâu cũng không có bị thua thiệt. Nghe cách chuyện lên máy bay mua vé đó, mua cũng mua bình thường mà không biết giờ cuối nó trục trặc như thế nào, mà nhân viên nó phải mời mình lên ngồi lên cái ghế thương gia, nó lạ như vậy. Ừ, để nhường chỗ người khác rồi đổi qua đổi lại, cuối cùng của nó đem mình nó đà lên trên, nó ngồi cho mình ngủ chơi cho sướng vậy đó. Ừ, ngộ lắm. Lần đầu tiên mà có người mà nhờ tôi coi online. Ok, thân tam khẩu tứ, ý tam, ý tam là tham mát sân ngát và tà kiến là sao? Tham là thích cái này thích cái kia, sân là bất mãn cái này bực bội cái nọ, còn tà kiến là mắc vào thường và đoạn nha. Ta phải ghi rồi, tham đó, ý nghiệp đó, ý ý ý ý ác nghiệp nó gồm có ba. Một là tham, có nghĩa là thích cái này thích cái kia, còn sân là ghét cái này bất mãn cái kia, từ người đến vật nha. Còn cái tà kiến có nghĩa là mắc vào thường hoặc đoạn đoạn kiến. Mắc vào thường kiến là sao? Mắc vào thường kiến là không chịu hiểu rằng sự có mặt của ta chỉ là từng khoảnh khắc ghép nối của thiện ác buồn vui. Ghi cho gọn cho rồi, mệt quá rồi nha. Đúng rồi, nó có ba đó nhưng mà mệt đó. Bây giờ tôi đổi tông, tôi nói cái khác. Thường kiến là không thấy rằng ta chỉ là sự cộng ghép của từng giây phút thiện ác buồn vui. Còn đoạn kiến ấy là không hiểu rằng cái gì cũng do duyên mà có, duyên còn thì mọi sự còn. Đó, hai cái đó nói gọn nó vậy đó. Duyên còn thì mọi sự còn, có nghĩa là thấy em tắt thở, nhưng mà nếu cái duyên sanh tử nó còn thì nó có tiếp tục, nó kiếm chỗ nó chung cho nó đi nữa nha, chứ không phải chết rồi là hết nha. Đó là đoạn kiến. Còn cái thường kiến nó không chịu hiểu rằng mọi ta chỉ là sự cộng ghép của từng giây phút thiện ác buồn vui thôi. Không có một cái thằng tèo thằng tí nào mà coi như là nó sống từ năm nó 1 tuổi 2 tuổi cho đến 80 tuổi gì đó không có. Mà chúng ta sanh ra rồi chết đi, sanh ra rồi chết đi bằng cái lực đẩy của thiện ác, của nhân quá khứ, của nhân hiện tại, trong từng phút sanh rồi tử, tử rồi sanh liên tục, không có cái gì mà nó còn hoài, không có gì là một. Nhớ nha, không có gì là một, không có gì còn hoài. Nhớ hai cái đó. Rồi cái thứ nữa là không có gì ngẫu nhiên mà có, tất thảy đều có mặt do cái sự hỗ trợ của vô số điều kiện. Thì đó là hiểu như vậy là không có đoạn kiến nha. Rồi đó đó, thì bây giờ trở lại cái bài kinh hồi nãy. Thì cái ông thần mà La Môn đó, ông hỏi Thế Tôn vì đâu mà có kẻ chết rồi, có kẻ chết rồi nó cứ đi xuống không, rồi có kẻ chết rồi nó cứ đi lên. Thì Đức Thế Tôn ngày mới dạy đó là đó, cái kẻ nào sống hợp đạo hợp thuận với chánh pháp ấy thì chết rồi đi đi lên. Còn mà sống mà theo cái thập thiện thập ác nghiệp đó, chết rồi đi xuống. Nước tôi nói hoài, nước có ba dạng: nước ở thể khí, thể đặc và thể lỏng. Nước ở thể lỏng á, thì khi mà là nó luôn luôn nó có khuynh hướng nó tìm chỗ thấp mà nó chảy xuống. Còn nước ở thể khí thì nó luôn luôn nó tìm cái chỗ khe hở để mà nó bốc lên. Thì tùy mình sống là bằng một cái nội tâm mà gọi là tham sân si, một cái đời sống mà lấp đầy thì ác nghiệp, thì lúc bây giờ là mình nó trở thành ra là nước mà trong cái dạng lỏng, có nghĩa là tắt thở rồi nó kiếm chỗ thấp nó chung xuống.
Còn bình thường mình sống mà bằng thập thiện nghiệp, sống bằng cái nội tâm từ bi trí tuệ chánh niệm và thiền định, thì coi như đó là mình chết rồi, từ tự nhiên nó mình giống như cái nước mà thủy khí gì đó, nó kiếm cái chỗ cao nó bốc lên, không có thầy bà nào tụng niệm cho mình hay bằng mình hết trơn, mình phải tự siêu độ cho mình, mình phải tự độ vong cho mình trong từng ngày, là ngay bây giờ này nha. Chứ còn nếu mà mình đổ hết cho tăng ni thì nó cũng hơi vô lý. Nên vô lý ở chỗ này là mình đi lên là bằng cái phước của mình, mà bây giờ là chư tăng ni họ tụng là cái phước của họ, chứ có mắc mớ gì mình. Cho nên nếu mà mình nghe mà mình hiểu thì đó là phước của mình. Còn nếu mà lúc mình ngáp ngáp rồi mắc trận dọc rồi thì hỏi gì chứ, mình lúc đó mình còn không biết ông già mình tên gì nữa, mà làm sao mình hiểu mà ông tụng cái gì hả? Cho nên nó là nói gì thì nói, mình có tu hành tào lao dễ ngươi cỡ nào cũng phải nhớ rằng ta đang mang cái mầm chết, ta đang mang cái mầm già, ta đang mang cái mầm bệnh ở trong người mình nè. Ngay bây giờ tôi đang nói chuyện với bà con thì tôi lấy tay tôi rờ cái bụng tôi biết rằng cái đám này là nó loạn loạn từ đây ra này. Mà tôi không biết là tôi sẽ đi chỗ nào, tim, gan, thận, phổi, bao tử, đường hô hấp, đường tiêu hóa, tôi chẳng biết tôi sẽ đi cái chỗ nào. Nhưng mà dứt khoát là mấy cái thằng giặc này là nó phải làm loạn nó mới đi được, chứ không thể nào mà khơi khơi rồi nghe người hay kỳ kỳ nó lên nằm duỗi tay cái đi luôn, hước phát nhẹ tên nó đi thì cái đó khó lắm, hiếm lắm nha. Thường là cũng phải có này có kia, đau đớn rồi nói sản rồi mê man rồi nước mắt chảy, không biết thấy cái giống giả gì nó nằm ứa nước mắt. Thì người ta tới ta thăm mà mắt mở không ra, mà nghe nó giọng nói thì cũng nước mắt cũng trào ra, cũng có nữa. Hoặc đau hoặc ngứa, trời ơi, nó ngứa quá thì mà mở miệng không được, mà người nhà cứ đè nhỏ ra sức dầu xanh rồi đổ sâm, mà mình ngứa quá trời ơi, mình mong nó gãi giùm chỗ đó chút xíu, nó gãi một cái mình kêu nó mà không cố nội luôn, mà nó không biết, nó cứ bắt uống sâm suốt mùa thu vậy đó. Khổ lắm cái gì nha. Cho nên nó là ok, cũng hết giờ rồi. Bữa nay là giảng một cái thời kinh cũng tương đối là cũng căn bản cho mấy người mà coi như mới tin chưa bóc tem nha, chứ không phải chúng tôi kéo dài giảng đâu, kéo dài mất thời gian quý vị. Nhưng mà cũng thấy cũng cái thập thiện thập ác cũng đáng nghe đây. Thì cho nên cái kẻ nào mà sống mà bằng con số 10 thiện đó thì ok, chết là coi như là bốc hơi. Còn mình sống bằng cái 10 ác đó là chết rồi, là coi như cái tụng niệm cũng khó lắm. Nhưng mà sẵn mà tôi ôn lại cái chỗ này cho nhớ, đó là tuy kinh nói sanh làm người khó như rùa mù ngẫu nhiên, trời đầu trúng lỗ ván, tuy nhiên nếu mình có tu hành đó, thì mình cũng là rùa đó, nhưng không nên nói rùa mù. Mà nếu mà một ngày mà có nhiều lần chánh niệm, nhiều lần tu tập thì coi như nhiều lần trời đầu chứ không phải trăm năm trời một lần. Còn cái số người mà quý vị gặp ngoài đường mà không có tu hành, không chánh niệm, không chánh kiến, không chánh trí ha, thì coi như là cái số đó là coi như đã mù mà còn chơi cái chiêu là mấy năm mấy chục năm mới trồi một lần, thì hỏi làm sao nói chung được. Còn mình thì mình có trang bị nào là không ngu thấy khỏe rồi, còn có ống dòm rồi, có bình hơi rồi nữa. Thì chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp, hẹn gặp nhau ngày mai. Idam me yatinam potu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam potu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham potu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.